Hello mọi người. Hello Titi. Thùy Dung ơi, em chốt thêm gì dì dâu đi mai đi đơn luôn nha bé Thùy Dung. Đơn em bữa có hai cái á. Bữa nay chốt thêm gì rồi mai chị dâu đi đơn luôn nha. Của em có hai cái à, khi nào gửi inbox em. Ồ ok bé Ngọc Thu nha, của bé Thùy Dung có hai cái à, đơn em để chắc qua tuần nha. Hello, cảm ơn Sĩ Nguyễn nha, đơn em chắc để qua tuần chốt nha Ngọc Thu, khoảng chủ nhật thứ hai gì chốt chị dâu báo nha. Hello mọi người, cảm ơn Sĩ Nguyễn nghe. Mấy bữa nay ăn tối trễ nên là like trễ nè. Giờ để em lên mẫu dần nha. Mọi người chấm like share like cho dâu một cái ha. Chấm like share like giùm em mọi người. Chấm like cho dâu với nha. À, chị Minh ơi có cái áo này nè. Hôm bữa ai hỏi nè, chị lấy không chị Minh, tại em xả đơn mới có. Chị dâu có hai cái, từ từ đi chị. Chị Minh ơi, hôm bữa chị hỏi em ai hỏi cái này hả? Ai hỏi cái này nè, trong đây có nè, chị lấy không em để cho. Hôm bữa ai hỏi chị gì đó không nhớ, bữa Tết về nói sao em quên mất tiêu rồi. Rồi chị nào lấy cái này đẹp lắm luôn á, để con này 30 nha, len thêu. Mát lắm, xịn lắm, nặng tay len nội địa. Cái này là len nội địa nha. Dâu ơi quần tay còn chuẩn bị lên quần tây cho nhìn này nguyên vỏ. Áo sơ mi dâu mặc là mẫu mới nha, nó là lụa tằm. Sơ mi dâu mặc là lụa tằm nha, sơ mi tay cánh dơi lụa tằm. Sơ mi tay cánh dơi lụa tằm nha, con này bán 125 thôi, bao xỉn luôn, hàng Quảng Châu xỉn nha. Sang á, cái tông nó sang mọi người ha. Ai thấy dâu chấm like share like giùm em nha mọi người. Chị nào thấy dâu cho dâu xin một like một share nha mấy anh chị ơi. Len nha chị Lam, em còn một cái len đẹp lắm chị Lam. Len siêu đẹp nha, dâu có hai cái rồi len nha. Cái len dạ không có, một còn một cái duy nhất chị ơi. Đẹp lắm, bao len xịn dày nặng tay xịn sò len len hẳn. Len hẳn em còn một cái nha, chị nào lấy len chốt len. Rồi sale 30 luôn. Hello, hello chị Ngọc Lam, em còn một cái nha, chị nào lấy len chốt len giùm dâu đi. 30 nha em. Ok chị ấy, ok chị yêu. Cái này là dâu xả đơn mới có đó, len này là xả đơn mới có chứ len này. Rồi cho dâu mã này là mã 1 nha, mã 1 nè. Len đó em vừa nguyên vỏ ơi, vừa nhưng mà hết rồi nguyên vỏ, em lấy mẫu khác nha. Len mẫu nào em cũng vừa nha bé nguyên vỏ. Len mẫu đó hết rồi, cho dâu mã này là mã 1, len nào em cũng vừa cả vì co giãn lắm luôn nè, đẹp lắm. Rồi cho dâu mã này là mã 1 len cổ tim nha, rồi để 35.000 này là em xả đơn mới có đó. Len này là xả đơn mới có chứ em không không xả đơn của khách nè. Rồi cho dâu bữa dâu like bắt đồ nè. Rồi cho dâu mã này, cái này là mới nha. Cái nào mà trong này có cái nào mà đồ của dâu mặc rồi dâu thanh lý thì dâu sẽ nói. Còn lại là đồ mới cả. Rồi cho dâu mã này là mã 1 nha, 35.000 len cổ tim đẹp lắm. Form đẹp, chất đẹp nha mấy chị nha. Chắc trong đây có khoảng mười mấy cái len thôi. Lộn xộn á. Rồi sale con này 35 nha, len màu trắng. Len trắng co giãn nè, chị nào lấy con này cho dâu mã 1 ha. Mã 1, mã 1 đơn em nha, chắc là đi rồi bé Ngân ơi. Đơn em chị dâu đi rồi nha. Mã 130 chị nào lấy cho dâu mã 1 nha, mã 1.
Mã 1, mã 1. Mã 1 nè. Rồi con này là con của vô mặt rồi nè. Vô mặt được lần là còn mới lắm luôn á. Nha mấy chị nha. Len tay bồng dạng như form của nó là form form rớp tớp á. Thơm. Cái này là đơn này là em cột từng cục rồi. Tại vì cái này là khách nó bơm dâu á. Em phải xả đơn ra nè mọi người thấy chưa. Cái này là trong đây là đa số là đồ mới. Ok chị Minh. Đa số là đồ mới nha. Chỉ có mấy cái là đồ của dâu mặt rồi. Dâu thanh lý là cái like hôm bữa người ta mua. Mọi người chấm like, share like dùm em nha. Rẻ lắm. 10.000, 20, 30 có đủ không? Mọi người cho dâu xin một chấm đi. Một chấm một xe nha. Hai mấy 30 chị đang coi. Mỗi chị cho dâu xin một xe đi. Để view dùm em rồi cho dâu mã này là mã sọc nha. Len áo len no. Rồi con này dễ cưng ghê luôn. À, hồng đào với len trắng hết rồi. Con này là mã sọc nha. Rồi cho dâu 45 đi. Đẹp lắm. Len tay bồng nè. Len này là form rớt tớp nha. Rồi mã này là mã sọc. Sọc 45. Trắng hết rồi nha mấy chị. Trắng hết rồi. Quần tây em lấy 3 cái size L nha. Quần quần giống kiểu mới giao em nha. Quần giống kiểu mới giao em là quần 145.000 đúng không? Em nhận được rồi á hả? Là quần 145.000 đúng không em gái? Rồi sọc nha, cái này dễ thương lắm, form siêu đẹp. Ai thấy dâu chấm dâu một cái nha mọi người. Đây đúng không? Chờ dâu tí đi Nguyên Võ, chờ dâu xíu đi. Có phải là mua 3 cái XL hả? Để chị dâu coi lại lại bill của em rồi là biết mẫu nào liền là ok nha. Rồi cho dâu mã này là mã 2. Ôi dễ thương ghê luôn á. Nè, len đẹp lắm, hàng mới nha mọi người, hàng mới. Chỉ có một hai cái là hàng vô mặt rồi thì dâu nói thôi. Vì hàng vô mặt rồi thì nó quần nhận được rồi chị, quần đẹp bị cướp luôn rồi. Đây nè, cho em coi quần luôn tại vì quần nó đang ngay đây. Phải quần này không? Phải quần tại vì dâu có hai mẫu, mẫu 145 với lại mẫu 115. Em mới nhận được đồ rồi, quá nhanh luôn. Ok em gái. Quần này là quần siêu đẹp. Dâu bạn con này là 145 nha. Trời ơi, đắt hàng lắm. Đắt hàng lắm luôn mấy chim ơi, vì form nó quá đẹp mà. Đẹp ha. Form đẹp, chất đẹp ha bé Nguyên Võ. Quần này là 145.000 nha, đủ size SML XL. Đủ size SML XL giùm em mấy chim ơi. Đó, quần ống đứng nha. Quần tây hơi hơi bét ghi ống đứng, rất là xịn, rất là đẹp. Cho chị áo em mặc. Dạ ok chị. Bao đẹp luôn, cái quần bao xịn sò. Áo vô mặt. Tôi tự nhiên cái này, tôi tự nhiên cái này nó cái màn hình nó tối vậy ta. Hello chị Ngọc Hà. Bữa nay mới thấy chị áo vô mặt là áo Quảng Châu nha. Tem mạc đẹp lắm, 125.000. Áo vô mặt tại vì dâu đang ngồi mà. Cái nó là chất của nó là chất lụa tầm. Lụa tầm nha, tay của nó là phong cánh dơi. Nói chung là nó sang. Nó sang nha mọi người, 125 thôi. Có màu đen và màu trắng, màu dâu đang mặc là màu trắng nha. Rồi quần nè Diễm Thanh ơi, Diễm Thanh Phạm ơi, chị dâu có quần tây mẫu mới nè. Quần đẹp ghê luôn, đủ size SML XL. Quần này dâu bán 145.000. Có đăng hình, dâu có mặc like và có đăng hình luôn rồi. Mọi người coi thử, coi like với lại lên coi hình dâu đăng là thấy nha. Form đẹp, form siêu đẹp. Em lấy 3 cái size XL luôn hả em gái? 3 cái size XL luôn đúng không? Đây, chị nào lấy thì comment giùm dâu ha. Cho dâu mã quần kèm size. Quần kèm size, quần kèm size. Quần kèm size, quần tây em vừa không? Vừa. 3 cái XL, ok em. Quần tây em vừa nha Thảo, có size của em mà. Quần nha, chị nào lấy quần cho dâu mã quần đi mọi người. Em vừa một cái nha, thích cái lưng quá. Ok, quần đó là quần baggy mà. Rồi, tiếp mẫu nha. Quần chân váy cái gì cũng nhiều.
Rồi cái cục em mới lai giữa đâu người ta. Phạm Nguyệt quần size S. OT OT. OT quần cho Phạm Nguyệt nè. Rồi tiếp nha, em tiếp nha mấy chị ơi, em tiếp nha. Cái áo này hôm qua ai dành ta? Rồi trời ơi, siêu đẹp nè. Hôm qua bà Phùng Vân hay ai dành cái mã này không nhớ luôn á. À cái màu nu. Đây là màu hồng nha, hàng xịn lắm. Hàng xịn nè. À mấy áo này mặc với quần tây hơi bị đẹp luôn mấy chị nha. Đừng có nghĩ là mặc với chân váy, quần sọc với quần jean mới đẹp. Mọi người mặc với quần tây đẹp đó. Tay bồng nè, bẹt vai nha. Rồi con này khoảng cỡ 50kg đổ về. Con này khoảng cỡ 50kg đổ về thôi nha. Rồi em bán con này cho mọi người, nó quá xịn đó, hàng Quảng Châu xịn nè, dây kéo nè. Rồi em để con này cho mấy chị 49.000 cho dâu mã hồng nha. Xịn như dòng mọi người mua 200 á, 180, 200, 160, 180, 200 luôn. Ok, tùy chỗ bán. Chị một quần một áo em mặc, dạ ok chị Ngọc Lam. Rồi cho dâu mã này là mã hồng, hồng 49.000 dâu có một cái thôi. Hồng 49.000, con này đẹp nè Ngọc Thu. Con này xịn lắm, siêu xịn. Bẹt vai tay bồng, con này là siêu xịn luôn, đằng sau là dây kéo nha. Rồi mã hồng dùm dâu đi mấy chị. Đơn này là đơn xả đó, xả đơn này á. Chấm like xe like cho em cái mọi người ơi. Rồi cho dâu mã này là mã đây nè, có cái ví nữa nè, trong đây có cái ví nè. Ví không còn nào dành nhau không mà gặp khách bơm. Rồi cho dâu mã này là mã 5 nha, mã 5 hoặc là mã ví đi 70.000. Trong đây là nó có tới mười mấy ngăn luôn. À, 5 ngăn to và 8 ngăn nhỏ mà mẫu này hoa văn nó sang. Hàng Quảng Châu xịn nha mấy chị nha. Nè, chắc chắn lắm. Chắc chắn nha, không bị mớp bị gãy đâu. Rồi cho dâu mã này là mã ví nha 70.000. Thẻ cạc trong đây hết nè, đó, thẻ cạc trong đây hết nha. Full box luôn, chưa khui luôn, cho dâu mã này là mã ví ha. Ví nè, cái hộp của nó đây. Ok, bé Quyên vỏ. Ok. Ví cho Quyên vỏ nè. Rồi cho dâu mã này là mã set nha. Set bộ, set đùi. Đẹp bá cháy luôn, xịn sò. Rồi cho dâu mã này là mã set nha, 60 đi mọi người. Set theo nha. Nè, mùa hè tới rồi. Free size giùm em rồi set theo nha. Theo theo chữ theo. Vải đẹp, dày, mịn, nặng tay yên tâm nha. Rồi 60.000 cho dâu mã này là mã set, nó là màu bơ nha. Màu xanh bơ mấy chim ơi, màu xanh bơ. Cho dâu mã này là mã set ha. Set nè, 60.000 set đẹp lắm. Quần là quần có túi nha, co giãn thoải mái nè. 56 cân đổ về mặc đẹp cho em. 40 cân tới 56 cân ha mọi người ha. Trời ơi, xả cái đơn này. Set nha, chị nào lấy set chốt set. Set 60 ha, chim nào lấy set comment mã set. Chân váy đẹp nè. Chân váy đây. Có lót quần luôn nha, chân váy này mấy chị ơi. Trời ơi, cái này là dâu để vô mặt mà dâu chưa kịp mặc hôm bữa treo trong tủ á, dỡ tủ ra, mở cánh cửa tủ ra, hết chỗ chất đồ rồi dâu ơi. Dạ, mở cánh tủ ra cái chị kia chị thấy á, chị kêu bác đi á. Dâu dơ ra bác đi giờ bơm luôn. Rồi cho dâu mã này là mã chân váy nha, để con này cho mọi người 50 bao cưng, bao xịn sò. Chân váy xếp ly có quần hàng Quảng Châu, size S nha. Cái này dễ thương này bé Phạm Nguyệt nè, Phạm Nguyệt size S nha. Nè, chân váy này mặc với sơ mi trắng rồi áo kiểu, áo thun gì đó mọi người ha. Màu xám hàng Quảng Châu xịn sò, có lót quần phía trong luôn. Chị nào nếu mà thích nó xòe hơn, nó xếp ly xòe hơn thì mọi người tháo cái chỉ này ra nè, còn không thì để vậy. Để vậy là đã cưng rồi. Chị nào mà thích nó xòe hơn. Ok Ngọc Thu. Ngọc Thu nè. Hello bé Loan. Rồi con này size S luôn, mã sọc nha. Rồi con này cho dâu nhiêu ta là 40.000 đi cho lẹ, size S luôn, hàng Quảng Châu xịn luôn. Cũng là đồ của dâu nè, kêu dâu bác, dâu mới bác á, còn dâu không hôm bữa là dâu không có thanh lý đâu. Nha. Rồi cho dâu mã này là mã sọc nè. Để dành đâu được 5 6 cái trên váy Quảng Châu nhỏ 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 để dành để mặc á. Mã sọc nha. Kêu bác cái bơm vô luôn. Mã sọc nha, 40.000
bao vải đẹp nha mấy chị yên tâm, bao hàng xịn, bao hàng đẹp xịn. Chị dâu mã này là mã sọc này, 45.000, có túi, có hai túi hai bên, có lót quần sọc sọc. Khi nào lấy sọc chốt mã sọc giùm em. Trong cái đơn này có mấy cái ấy hả? Rồi quần nha. Để cho con gái không ta. Rồi quần đi mọi người, quần nè. Quần jean nha, quần jean co giãn nè. 53 kg mặc không vừa, bé Cẩm Xuyên ơi, 53 kg không vừa đâu. Chân váy đó 53 cân không vừa, còn quần này là 50 cân đổ về mặc đẹp nha. 50 cân đổ về mọi người mặc đẹp cho dâu, cỡ size SM mọi người mặc đẹp con này vì nó co giãn. Rồi em để con này cho mọi người 45.000, cực đẹp. Bao cho mấy chị là hàng rất là xịn sò. Hàng mới nha, tem mạc nguyên co giãn nè. Rồi cho dâu mã jean nha, jean 45.000. Nè, giá 65 luôn á, em đã nhập vô tới 85.000 rồi. Hôm bữa sale có 65.000 á, vì gặp bơm nữa. Rồi cho dâu mã jean nha mọi người, jean ha, jean 45.000. Áo len này đẹp nè, bé Nguyên Võ. Áo len này đẹp nè. Rồi xả đơn con áo len này, con áo len này trẻ. Quần cho Lê Thanh Vân, ok. Nè con áo len này đẹp lắm mọi người coi chất nè. Rồi nha, xả đơn con này cho dâu 89.000. Quá xịn sò, quá rẻ cho một con áo len như vậy mọi người coi nè. Giờ cho dâu mã xanh nha. Xanh 89.000. Xanh 89 nha, chị nào lấy xanh chốt xanh. Cực xịn. Hàng này tới 130 lần đó. Xả lỗ 89.000 là chị nào lấy len cho mà lấy xanh cho dâu mã xanh. Lê Thanh Vân là khách cũ hả người đẹp, khách cũ hay khách mới vậy? Khách cũ hả người đẹp ơi. Xanh 89 nha. Chất đẹp lắm, mấy chị coi chất nè. Chất rất là đẹp, mát mịn. Mát mịn nha. Chị nào lấy thì comment. Đó, mua đồ cho con cũng bơm luôn nè. Em xả đơn trong đây có cái này chắc là của không biết bao nhiêu ký đó, quên rồi. Cụ dâu ơi, rồi ok. Đây có cái đầm cưng lắm luôn cho bé khoảng cỡ 1 tuổi đổ lại nha mọi người. 1 tuổi đổ lại nha, tuổi rưỡi đổ lại cũng được, khoảng cỡ 15 cân đổ về á. Cỡ 12 13 cân đổ về ok. Nói chung là size số 2 á, cỡ 15 cân đổ về nha. Cỡ 10 cân tới 15 cân gì đó, cỡ tuổi rưỡi đổ về ha. Mấy tháng tuổi rưỡi gì đó, vải đẹp lắm rồi. Để con này cho mọi người bao nhiêu ta, 45.000. Siêu đẹp nha. Cái đầm, mấy cái hình chuột này là nó 3D hết á, nên là không sợ bị bong tróc nè. Có cổ nè, có lá cổ nè, cổ lá sen á. Rồi cho dâu mã này là mã đỏ nha. Đỏ 45.000. Đỏ 45, đỏ 45. Đỏ 45 ha, chị nào lấy con này cho em mã đỏ nè. Đỏ 45.000 có 1 cái thôi. Vì cái này nó bơm dâu á. Rồi mã này là mã đen nha, 29.000. Áo len thêu, áo len đen. Áo len á, áo len kiểu nó thêu nè. Nó thêu bông á. Rồi cho dâu mã này là mã đen nha, 29.000. Len Quảng Châu xịn. Mặc khoác cũng được, mặc kiểu cũng được. Mặc khoác cái nút này nó gỡ ra được á. Mấy chị mặc khoác nhẹ nhẹ ở ngoài cũng được, còn không thì mọi người mặc thành áo kiểu luôn, tại vì nó cũng không mỏng. Áo màu đen mà nó đâu có mỏng đâu nè. Không mỏng nha. Rồi mã đen 29, chị nào lấy đen chốt đen. Đen 29. Đen để bé Loan nè. Đen 29 nè. Rồi con này là vàng nha, dễ thương nè. Trời ơi, xuất sắc luôn. Rồi vàng nha, vàng cho dâu bao nhiêu ta, 39.000 đi. Chất đẹp lắm, mọi người coi chất nè. Len xịn sò nha. Chấm like, share like cho em đi mọi người. Chấm like, share like lên dùm dâu nha. Để lượt view dùm dâu nè, cho dâu mã vàng nha, 39.000. 39.000, 39.000, quá trời cưng luôn. Chị nào lấy vàng, comment mã vàng dùm em. Vàng 39, vàng có cổ. Vàng cổ 39, vàng cho Thương. Hello Thương. Hết vàng mọi người ơi. Hết vàng, hết vàng. Rồi cho dâu mã xanh nha.
Rồi dễ thương chưa nè. Rồi 39 luôn cho dâu mã xanh đi mấy anh chị ơi, xanh nha. Hello Mai Tuyết. Rồi mã xanh nó là thêu á, thêu thêu. Rồi mã xanh nha, xanh 39, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 39 nha, xanh 39, xanh 39 nha. Cưng ha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Có một cái thôi, có một cái duy nhất thôi. Vải đẹp, bao vải đẹp nha. Xanh cho thương nè. Hết xanh rồi chị Bích ơi, mạng chậm rồi. Hết xanh rồi, đây là áo khoác, áo khoác len. Sao qua em chia sẻ mà không hiện người chia sẻ, ai chia sẻ cũng không hiện á. Mọi người chấm lại, trời áo khoác đẹp ghê luôn, chất đã. Trời ơi nè, cái chất đẹp ghê luôn, cho vô mã khoác đi mọi người, 50. Khoác nha, khoác trắng đơn giản, đẹp nè chị Bích. Trời ơi, nó xịn ghê không nè. Rồi 50 luôn, sale 50 luôn mọi người. Xả đơn 50 ngàn luôn. Cho vô mã này là mã khoác nha, khoác trắng. Len mịn lắm, bao mịn nha. Mịn xịn sò, free size. Chị nào lấy trắng cho vô mã trắng nha, hết xanh rồi chị Đồng ơi. Mã chậm rồi, hết xanh rồi, rồi mã trắng nha, khoác. Khoác ha, chị nào lấy khoác trắng cho dâu mã khoác trắng nè, khoác trắng. Mã khoác hoặc là mã trắng giùm em. Hết xanh rồi. Khoác nha, khoác hoặc là trắng nha, 50 thôi. Rồi mã hồng nè. Trời ơi, dễ thương không? Vải đẹp, hàng Quảng Châu á. Vải đẹp nha mấy chị nha, rồi cho dâu mã hồng đi. Hồng hồng này bán nhiêu ta? 45.000. Áo kiểu màu hồng cổ vuông tay bồng nè. Cổ vuông tay bồng 45 nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Khoác cho chị Rồng. Cổ vuông tay bồng 45.000. Quá chị cưng luôn. Hồng nha, chị nào lấy hồng comment mã hồng. Con này sang nè, len này là len sát nách mà sang nè. Đây, mặt đóng thùng dễ thương lắm đó. Mặt thả thì hơi không nói rồi, mặt thả dễ rồi. Nè, cho mấy chị coi nè. Đó hay chưa, xinh chưa. Rồi cho dâu mã sọc nha, 45.000 len, áo len sọc. Cho dâu mã này là mã sọc ha. Rồi, cưng ghê chưa nè. Sọc 45 nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Bao xịn, bao sang. Sọc nha, sọc 45, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc cho chị Bích nè. Rồi con này có hai màu, màu trắng với lại màu nu. Màu trắng với lại màu nu. Hết sọc rồi Thanh Vân, hết sọc rồi. Len theo nha, con này có hai màu trắng nu nè, rồi cho dâu 29.000 đi. Bán rẻ luôn á, xả đơn rẻ cho mọi người luôn, hàng theo nha. Theo này, hàng theo hết nha. Rồi đây là màu nu, đây là màu trắng, hai cái hai màu. Chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm dâu mã 29 kèm màu. Chấm like, share like lên giùm cho em với mọi người. Share like đẩy lượt view lên giùm em ha. Rồi con này cho dâu hai mươi chín ngàn. Nô cho Loan, trắng cho Lê Thanh Vân, hết mã này. Rồi, cái con len xịn nè, tay dài, đẹp quá. Con này là con dâu chưa mặc, dâu giặt thôi, thanh lý. Con này là con dâu thanh lý, thơm lắm, giặt thơm rồi, nhưng mà dâu chưa mặc lần nào. Nó điêu mất lục luôn á, dâu chưa mặc lần nào, có hai màu. Đó, con nhỏ này nó bơm dâu, nó mua, hôm bữa dâu lên like là nó giật hai cái luôn á. Khách khác không được, đẹp lắm, len rất là xịn, dâu chưa mặc lần nào, thề luôn. Giặt sạch sẽ thơm rồi mọi người nè, đây là màu gạch với lại màu đen nha, rồi để con này cho mọi người 50 thôi. Form áo chị dâu mặc Nguyễn Thủy ơi, form áo dâu mang là nó rộng rãi thoải mái đó, nó là tay cánh dơi nè, nói chung là nó là vải lụa tầm, có màu đen với lại màu trắng nha. Từ từ đi, chờ tí dâu đứng lên cho, tại đang có cục đồ trên người á, chờ tí dâu đứng lên cho coi form. Rồi để 50.000 luôn cho mấy chị coi chất nha. Bao xù bao nhão luôn, bao giặt máy luôn, ok chưa, bao đẹp nè. Tay dài, đây là màu gạch nha, màu gạch với lại màu đen, vải đẹp lắm. Màu gạch với lại màu đen nha, chị nào lấy màu nào thì comment màu đó. Hai màu nha, ai lấy màu nào chốt màu đó giùm dâu. Rồi. Tím tím tím. Tím này trong đơn này có hai cái tím.
tím tay bồng. Chị nào lấy tím chốt tím nha, rồi 35 đi. Tím 35 giùm em. Tím tay bồng cổ tim. Vải quá đẹp luôn mấy chị ơi, lên Quảng Châu bao vải xịn sò nha. Rồi mã tím cổ tim tay bồng, chị nào lấy tím chốt tím. Tím nha, có hai cái. Rồi để 35.000, xả 35.000. Ai lấy tím comment mã tím. Tím nha, chị nào lấy tím chốt mã tím giùm dâu. Rồi mã trắng nha, lên trắng đây. Cưng không? Rồi trắng nha, trắng 45. Ai lấy trắng comment trắng, trắng 45, chị nào lấy trắng chốt trắng. Cũng ít ra chắc có còn khoảng cỡ đâu tầm chục cái len nữa là hết á. Cảm giác tay nó xước xước vậy ta. Sờ thì không thấy nó bị cụ. Rồi mã này là mã trắng nha, bao nhiêu đó 40.000, trắng 40 nha. Chị nào lấy trắng comment mã trắng. Ok chị. Trắng cho Thiên Bình. Trắng cho Thiên Bình. Rồi con sọc đẹp nè. Bao vải mịn luôn mấy chị ơi, em bao vải mịn luôn nha. Rồi cho dấu mã sọc đi. Sọc nha, 39.000. Rồi Quyên ơi, bé Quyên vỏ con sọc này đẹp lắm nè. Bao mát luôn á. Sọc nha, 39.000 thôi. Chị nào lấy sọc comment mã sọc nè. À, áo lên là free size nha mọi người, 40 cân tới 60, 65 cân mọi người mặc vừa. 40 cân tới 60, 65 cân bao vừa nha. Rồi cho dâu mã này là mã sọc. Một cái duy nhất. Sọc ha, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc cho ca mai. Sọc cho ca mai. Con này giống như lên hãng rồi. Rồi con này là mã 1 nha. Hết sọc rồi chị Chanh chút ơi, con này là mã 1 nè. Mã 1 con này bao nhiêu ta? 35 luôn. Dễ thương chưa? Mã 1 nha. Chị nào lấy con này chốt mã 1. Mã 1 35. Trắng cổ tim buộc nơ nè. Trắng cổ tim buộc nơ ha, cho dâu mã này là mã 1. Dạ hết sọc rồi chị, hết sọc rồi. Mã 1 nha, cưng lắm, mã 1. Chị nào lấy con này chốt mã 1 ha, mã 1 4 à 35. Hết sọc rồi Lê Thanh Vân, mạng chậm rồi, sao nãy giờ chốt sau không à? Mạng chậm rồi Vân ơi. Con này là set nha, set này 5-6 cân đổ về nè. 5-6 cân đổ về mặc đẹp nha, quần có túi. Set sọc, rồi cho vô mã set đi 45.000. Bao mát luôn, mùa này là mặc mấy bộ này bao mát luôn. Áo em đang mặc có màu trắng với màu đen, bán 125, hàng Quảng Châu nha chị. Nó là lụa tằm. Con này là sơ mi lụa tằm chị yêu ơi. Sơ mi lụa tằm nha, nó là dạng tay cánh dơi á. Đó, tay cánh dơi nói chung là sang. Mọi người mặc thả, mặc đóng thùng gì cũng được. Tông của nó là free size nha. Free size nha, ai mặc cũng vừa hết trơn á. 60-65 cân đổ về là em bao vừa hết nha mọi người nha. Rồi đây là set nha, set sọc nè. Rồi để set này 45.000. Set sọc 45. Chị nào lấy set chốt set nha. Set sọc 45.000. Chị nào lấy set chốt set giùm em. Rồi hồng nha, hồng đẹp nè, 35.000. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Má ơi, ta nói là cái chất nó xịn luôn. Ok chị chúc. Set hết rồi chị đủ. Sao mạng mọi người chậm ghê luôn á. Sao mạng chậm dữ vậy? Hết set rồi mấy anh chim ơi. Sao mạng chậm dữ vậy nè. Sao mạng chậm dữ vậy ta? Trời ơi, em nói là áo hồng này mà mấy chị mua 35.000 đúng hời luôn. Em có cái hồng với cái tím. Cái hồng với cái tím nha, len cổ tim tay bồng này, áo len rất là đẹp. Chất đẹp, mẫu thì cưng trẻ nữa. Nha, tay bồng nhẹ nhàng, cổ tim có dây rút nha. Có dây rút eo rồi, để con này 35.000 á, tại vì hàng xả bơm em xả gì đó. Nè. Bốc sĩ vô đã 75-80.000 rồi. Hàng bơm em xả 35.000 luôn. Hồng cho chị chăm chút nè. Có cái tím nha, chị nào lấy tím chốt tím luôn.
Trời ơi, hồi chiều em mới mặc áo này xong á, con này là bị bơm hết hồng rồi, chợ đổ hoa còn tím thôi, lấy không? Hết hồng này, con này là len hãng nha, len siêu cấp luôn. Hồi vô mới đi về á là vô mặc con này nè. Tại vì hồi đợt vô cũng để lại cái. Nè, bao sang bao xịn nha, rồi con này vô mã đen đi 60 cổ tim nè. Len hãng xịn sò giùm em luôn. Bao sang nha, ai mặc cũng vừa. Co giãn ai mặc cũng vừa hết. Đẹp, form đẹp nha, vô mới mặc về hồi chiều tức thì xong. Rồi cho vô mã này là mã đen nha, cổ tim có vàng nút xịn sò. Để con này 60, chị nào lấy đi comment. 60 là còn chưa tới giá vốn. Len vải đẹp lắm luôn mấy chị. Bao vải đẹp nha. Hello em. Lê Thanh Vân nè. Hết đen rồi chị ơi, rồi cho vô mã này là mã đỏ. Con nào cũng dễ thương hết á. Rồi mã đỏ 35 đi, hết hồng rồi. Còn một cái tím mà Trúc Duyên lấy tím không, hết hồng rồi. Trúc Duyên lấy tím không, cái tím nha. Hết hồng rồi, y chang mà màu tím nha, đẹp lắm. Đâu có màu tím mở đâu. Dạ vừa, chị Ngọc Lam ơi lấy tím đi, còn cái tím nè, trời ơi có 35 ngàn quá rẻ luôn. Nè chị vừa nha, chị Lam ơi bao vừa. Xịn, len xịn lắm. Hết hồng rồi, em còn có một cái tím cuối cùng, chị nào lấy tím chốt tím nha. Rồi con này là mã đỏ 30 đi, cũng là áo len luôn, bao đẹp. Đỏ nha, đỏ cũng là. Ai vậy? Giao hàng gì vậy anh? Sao giao chị vậy, giờ đang bán hàng rồi, hết hồng. Tím cho chị Thu Yến nè. Bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi, bây giờ đang bán hàng không có khui ra coi được anh ơi. Mai sáng mai giao được không? Anh khui đi, khui ra cho em coi. Đỏ cho thương. Đỏ cho thương nè. Hết đỏ nha mọi người, hết đỏ tím cho chị Thu Yến. Ủa, tím cho Trúc Duyên, lộn sorry nha, tím của Trúc Duyên. Lâu quá vậy ta. Hết rồi chị ơi, hết rồi chị Lam ơi, hết rồi. Siêu phẩm nè, cho dâu mã sọc nha, 40 ngàn. Siêu phẩm đây, dễ thương không? Rồi len cũng ít ra có mấy cái thôi à. Sọc nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc 40 giùm em ha, sọc có hai lá của hai cái cổ nè. Cái cổ có cổ lá sen á, rồi comment mã sọc. Xe cho dâu một xe đi mọi người. Ba mấy chị đang coi nè, mỗi chị cho dâu xin một xe nha. Đẩy view lên giùm em cái nè. Sọc cho thương. Cái này cưng nè. Con này mặc hai kiểu nha. Tay bồng. Vải đẹp nha mọi người, coi vải nè. Không biết gọi là cái chất vải gì luôn. Đẹp nha, hàng Quảng Châu. Rồi mọi người có thể mặc bẹt vai hoặc là có tay. Rồi em để con hồng này cho mọi người 45 ngàn. Hồng 45 áo Quảng Châu nha. Có thể là mặc bẹt vai, có thể là mặc có tay được. Tay bồng nha.
cái chất gì đẹp lắm, chất gì không biết gọi là chất vải này là vải gì nữa mọi người coi nè. Nói chung là rất là xịn, rất là mát mịn nha. Rồi cho dâu mẹ này là mẹ hồng đi mọi người, hồng 45 ha. Chị nào lấy hồng comment mẹ hồng giùm em, hồng 45.000. Hồng 45 ha, chị nào lấy hồng chốt mẹ hồng. Hết sọc rồi Lê Phương ơi, dâu hết sọc nha. Hết sọc rồi. Rồi áo đen nha, và áo khoác á, áo khoác đen. Đây là khoác rồi. Khoác đen tay dài có thêu nha. Hình này là hình thêu nè. Hình đây là hình thêu nha. Rồi dâu để con này cho mọi người 45.000 cho dâu mã khoác. Xịn lắm á, bao xịn sò luôn. Rồi để 45.000 cho dâu mã này là mã khoác đi. Khoác 45.000 mẹ chim ơi, khoác 45 giùm em. Khoác 45 ha, chị nào lấy khoác comment khoác. Khoác đen 45.000. Ai lấy khoác chốt khoác giùm dâu. Chói em tắt đi cho em coi, bữa nay ngồi gần qua đây rồi nó chói lắm. Tắt đi chói. Tối hả? Coi bình thường mà ở trên đây coi bình thường thi. Nhìn mặt nó thâm xì lắm. Ở đây coi bình thường thôi. Đó là do điện thoại anh ấy chứ. Chị Lâm Toàn hả? Dạ đơn của chị có một cái quần à, mai gửi được không chị? Mai gửi nha, chị lựa thêm gì rồi em đi luôn rồi. Cái áo này xịn nè mọi người, chất đẹp á nè, hai mặt của nó nè. Rồi cho dâu mã này là mã xanh nha, áo thun thêu á, mặc thả mặc đóng thùng gì đều được. Rồi mã xanh giùm em đi, 40 xanh nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh là xanh 40, có một cái là xanh 40 nha, thun lạ lắm, thun đẹp lắm. Chị nào lấy xanh chốt xanh ha. Xanh 40, chị nào lấy xanh comment xanh. Xanh cho chị Rồng. Hết xanh rồi. Đây len hãng nè. Len hãng nha. Thiên Bình đâu rồi? Dứt con này nè Thiên Bình. Thích sexy thì kéo xuống. Đó, thích sexy thì kéo nó xuống, còn không thì kéo lên. Để con này 50 thôi, đẹp lắm, quá đẹp. Nha, len body co giãn thoải mái nha, 60kg đổ về nè, len body. Cho mọi mấy chị coi chất nè. Mịn. Dày mịn chứ không mỏng nha. Rồi mã trắng cho em đi, trắng 50. Trắng nha, chị nào lấy trắng chốt trắng. Mai chắc tranh thủ lai dày á. Cao gót cái sandal đẹp lắm. Chị chăm chút nè. Cái này đẹp nha, sọc đây, chị nào lấy sọc comment mã sọc, thun mịn lắm. Thun nè. Rồi sọc nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc free size. Ai lấy sọc chốt sọc nha, cổ tim. Để con này cho mọi người nhiêu ta, 40.000 đi. Quá rẻ, tại em sale hàng bơm, em xả đơn sale rẻ. Rồi 40.000 áo sọc nha, cổ tim, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc cho chị Rồng. Thun đẹp ghê luôn chị. Hình như là có màu khác nữa đó, không nhớ. Em hết trắng rồi Nguyễn Thủy ơi, hết trắng nha. Nè len hãng nè, len xịn sò rồi, mã này là mã xanh. Xanh nha, len hãng nha, rồi để 50 rồi để 50.000 luôn. Trời ơi đẹp quá. Len hãng nha, để con này là 50 luôn, chị nào lấy cho dâu mã xanh. Xanh cổ tim 50. Không biết gọi là chất gì luôn á, quá đẹp luôn nè. Không biết gọi là chất như thế nào luôn á mọi người. 50.000 cái này quá rẻ luôn. Cho dâu mã này là mã xanh nha. Xanh nha, áo sơ mi dâu mặc có màu đen em. Sang. Con của con dâu mặc là nó là lụa tằm á, sang lắm. Nè hàng Quảng Châu xịn sò nha. Xanh cho Nguyễn xanh cho gì đây Nguyễn Kim. Nguyễn Kim khách mới hay khách cũ vậy chị yêu ơi? Chị yêu ơi, chị là ở chung đơn chị Tố Trinh hả? Phải chị Nguyễn Kim chung đơn Tố Trinh không? Nè. Sơ mi dâu mặc có hai màu nha, màu nào nó cũng sang hết. Quảng Châu xịn sò mà dâu để có 125.000 thôi. Free size nha, ai mặc cũng được.
hai túi hai bên nè. Đây nha em gái, chân váy chị mang có size 57 kg không chị? 57 cân là em mặc size L á. Chị Nguyễn Kim ơi, chị cắt mới cắt cũ vậy? Đúng em, dạ ok. Sọc 50 nè. Rồi lên hãng nè, hồng nha 50.000. Ai mua con này là biết chất xịn rồi đúng không? Chị nào đã từng mua con này là biết chất xịn rồi nè. Rồi cho dâu mạ hồng. Đẹp ghê luôn chị Nguyễn Kim, dứt con này luôn nè chị Nguyễn Kim. Không bao giờ phải hối hận đâu, nó đẹp thiệt, nó xịn. So với 50.000 là nó quá xịn, quá rẻ luôn. Rồi cho dâu mạ hồng ha. Này xả đơn nó giả xả giá rồi hả, còn thua hàng chợ luôn. Rồi mạ hồng nha, chị nào lấy hồng cho em mạ hồng. Len hồng ha, chị nào lấy hồng, hồng cho chị rồng nè. Em hết nha, hết hồng. Con này là len len hãng á, len hãng nè. Cổ nó hơi cao, nó tay dài. Mọi người nên lấy con này đi, form với chất xấu chỗ nào em tặng luôn, khỏi hoàn về. Bản thân dâu còn để lại một cái dâu mặt mà. Con này nó quá xịn nè, rồi em để cho con này mọi người 65.000. Tay dài mà cổ nó hơi cao như vậy thôi à. Nè, cổ nó hơi cao chứ nó không cao vậy đâu. Cổ nó hơi cao lên như vậy nè. Rồi mã đen nha. Len này là len hãng, len nội địa, len xịn sò luôn. Đơn giản màu đen, đơn giản free size ha. Chị nào lấy đen cho vô mã đen đi, 65.000. Len hãng nha, để 65.000 sale rổ lỗ rồi. 65 nha, chị nào lấy đen cho em mã đen. Hết hồng rồi. 65 nha. Bao sang, chị nào lấy đen cho vô mã đen. Hết hồng rồi chị ơi. Ai hỏi dâu dinh ngủ nè. Đen nha, chị nào lấy đen chốt đen đi. Dinh ngủ này là size cỡ 27 á. Cỡ khoảng dưới 50kg ha. Dưới 50kg đổ về mặt đẹp nè. Cỡ 42, 43 cân tới khoảng cỡ 49 cân, 48 cân, 50 cân gì đó là mặt đẹp. Jean ngủ nha, jean lưng cao rồi. Em xả đơn con này 75.000 luôn. Chị nào lấy jean chốt jean nha. Chị dâu mã jean. Chị dâu có về thể thao nữa không chị? Không, chắc không về thể thao nữa đâu em gái. Không biết nữa, tại vì dạo này cũng không có bán thường xuyên. Bán tối nay với trưa mai. Tối mai dâu cũng nghỉ, mệt đó, nghỉ rồi chủ nhật chắc dâu nghỉ. Nói chung là dâu không có bán thường xuyên như trước đây mọi người nha. Rồi jean nè, form đẹp nha. Ai mua con này biết form rồi. Chị nào mua hàng nhà dâu biết form biết chất rồi, quá xịn sò luôn. Đẹp tôi có rồi, ok. Thiên bình jean nè. Cái quần này của bà Mơ mua rồi. Áo hoa em còn hai cái này, chị nào lấy hoa chốt hoa. Áo hoa này xinh này. Hoa Quảng Châu nha, xinh lắm á, còn hai cái rồi để 65 luôn. Nè, hoa màu kem thôi à. Đi chơi đi công sở gì ok hết nha mọi người. Đi chơi đi công sở gì là mọi người mặc ok hết. Đằng trước nó có dây buộc nơ nè. Áo này mặc dễ thương lắm. Màu đẹp mà. Quần đẹp lắm nè, em cũng có. Ừ đúng rồi, Nguyễn Mơ hết ngố rồi. Rồi cho dâu mã hoa nha. Đen chị mặc vừa nha chị Minh Nguyễn. Đen đẹp lắm chị ơi, sờ chất thích cực. Đen chị mặc đẹp nha chị Minh ơi, sờ chất đẹp lắm. Hàng xịn mà. Rồi mã hoa giùm em nha. Tay bồng, cổ vuông tay bồng. Rồi 65.000 em còn hai cái à. Con này like mấy bữa, like có một bữa một rồi hết sạch á. Hết sạch màu luôn, giờ còn có hai cái màu nu thôi. Em cho mấy chị coi chất nha. Trẻ lắm luôn, nó mịn. Chất nó mịn, hoa này là nó 3D rồi. Chất nó rất là mịn luôn. Nè, chất của nó nè. Hoa nha, chị nào lấy hoa comment hoa giùm em nè. Đơn giản, xinh. Hoa, hoa, hoa. Hàng Quảng Châu 65.000. Hoa cho bé Loan một cái. Bé Nguyên Võ một cái, ok. Hello, hello chị Thanh Lam Trang. Hoa em vừa nha Loan Nguyễn. Hoa em vừa nha bé Loan ơi. Rồi con này là áo Quảng Châu xịt nè. Dạ ok chị nha. Rồi áo Quảng Châu nha, xịn lắm luôn. Rồi mã hồng nè. Rồi con này để cho em, để cho mọi người bao nhiêu ta, 75.000 đi.
quá cưng luôn, quá trời cưng. Hồng nha, hồng 75, chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng 75 nha, con này cỡ khoảng 50 tùy chiều cao, cỡ 55 56 cân đổ về vừa á. Nha, cỡ 55 56 cân đổ về mọi người mặc ok á. Rồi cho giao mã hồng nè, bà mơ này, áo hồng này dễ thương này bà mơ. 75.000 để 75.000. Quảng Châu xịn cho Thiên Bình. Thiên Bình. Rồi sọc nha. Siêu phẩm sọc đây. Cái chất này nè. Không hiểu sao mà thích sờ lắm nha, nó mịn. Rồi sọc nha, tay bồng. Cũng cỡ 56 cân đổ về ha, 55 56 cân đổ về mặt đẹp nút bọc. Rồi cho vô mã sọc vàng, con này để bao nhiêu ta? Con này để cho mọi người 95.000. Sale lỗ 95.000, hàng Quảng Châu bao xịn nha. Bốc vô tới 115 rồi. Rồi sọc vàng tay bồng nha, sọc vàng tay bồng nè. Xả đơn mới có mẫu này á mọi người. Cái màu này nè, xả đơn mới có. Nha, chị nào lấy sọc cho vô mã sọc vàng nè. Có một cái thôi. Sọc ha, sọc cho bé Tuyền. Sọc, hết sọc nha mọi người, hết sọc rồi. Rồi em có cái hoa nha. Hoa nè, áo mới nè. Rồi mã hoa nha, để áo hoa này cho mọi người 65.000 đi. Áo này đẹp nè chị Bích nè. Hoa 65 nha, cổ lá sen. Tay bồng cổ lá sen. Đây. Rồi hoa nha, chị nào lấy hoa chốt hoa nè. Hoa 65 giùm em. Hoa đen 56 cân. 56 60 cân đổ về vừa. Hết sọc rồi mọi người, hết sọc rồi. Sọc hình như là có màu khác rồi, để em coi cho. Mạng chậm ta. Sọc hình như có màu khác nha. Đây sọc nè. Sọc em có màu khác nha. Bán rượu không? Có bán. Bé Loan ơi, lấy màu này nè. Có hai màu nha, chị nào lấy màu nào rồi lấy. Có tím với lại đen nha. Trời ơi, đẹp quá à. Con tím với con đen này là kho, nó mới sale cho em á. Còn cái con vàng kia là hồi đợt còn chưa. Y chang à, xịn sò nha. Đây là hai màu khác nè. Vàng kia có một cái thôi. Bình thường bốc 115.000 mà bán 130, lời có 15.000 cái. Bữa nay kho nó sale còn mấy cái nó sale á. Cái màu này em chưa bán qua luôn á, cái màu này chưa bán qua bao giờ luôn nè. Nó sale 90.000 mới bán cái kia 95, giờ bán này 95 cho mọi người luôn. Đẹp lắm, hàng Quảng Châu, chất rất là đẹp mọi người yên tâm nha. Cái cổ phối đẹp lắm, cái cổ với lại cái vải cái cúc là nó giống nhau. Rồi tím với lại đen nha, gọi là đen đi, cổ đen, cổ tím đi chị nào. Trời ơi đẹp lắm nè. Đó. Đây là màu đen nha, đây là màu y chang à, y chang cái màu vàng kia nha mọi người, nó khác màu thôi. Chất đẹp ghê luôn. Đen với tím nha, chị nào lấy màu nào comment giùm em nè. Tay bồng ha, tay bồng. Đó, rồi 95.000. 95.000 nha, chị nào lấy màu nào comment giùm dâu đi. Đây là cổ tay bồng màu tím, đây là màu đen. Màu đẹp, màu tây lắm, nó cứ hơi hơi vàng, hơi hơi nu, hơi hơi rêu, không biết gọi là màu gì. Nha, xong là cái sọc nó đen, cái cổ nó đen, nói chung là màu rất là tây luôn. Chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em nha. Đen hoặc là tím, sọc đen hoặc là sọc tím y chang à. Chất với form y chang, nó chỉ khác màu thôi. Tay bồng nè. Rồi cho dâu mã sọc đen hoặc là sọc tím nha. Đúng rồi, con này là phong lửng lửng em gái, con này là phong lửng nha. Lấy qua màu khác giùm chị dâu nha Mai Tuyết. Thiên Bình lấy qua màu khác giùm dâu nha. Đây gọi là đen đi nha, vì nó phối cổ đen á, đây là cổ đen nè. Màu tây lắm, đây là cổ tím. Cũng có mấy cái à. Kho nó còn rớt mấy cái, nó sale cho dâu mấy cái cổ tím nè. Chị nào lấy màu nào comment màu đỏ ha. 3 4 cái đây thôi à.
Rồi em tiếp đi. Tiếp cái cục đơn bom của nhỏ này, cả đen cho bé Loan. Đẹp, áo đẹp, yên tâm nha. Áo xịn, yên tâm, y chang như con màu vàng thôi mọi người. Y chang như cái màu vàng thôi à. Rồi, chân váy hạng K đây, chân váy hãng á, size này là size M. Chân váy hạng K nha. Chưa cắt nút qua về mọi người, cắt nút lại cài cho nó đẹp. Cái nút này nó khắc đẹp lắm, hàng hãng. Hãng K đen nè. Đây. Cái nút này nó khác đẹp lắm. Dày lắm, không có mỏng nha mấy chị coi nè. Nó không phải là von nha, nó là lụa xịn. Đó, một lớp không là đã không thể gì rồi. Con này thêm một lớp nữa nha, lót cái này xịn nè. Rồi cho dâu mã chân váy nha, sale con này cho mọi người size M. Con này là size M, chân váy dài tới mắt cả chân. Chân váy dài tới mắt cả chân luôn nha. Cái dàn nút này nó khác rất là đẹp. Xịn. Rồi em để con này cho mọi người 85.000 đi. Sale đơn này, xả đơn này sale 85.000 luôn, dài tới chân váy dài nha. Dài tới mắt cả chân luôn. Đẹp, đẹp lắm luôn. Chị nào lấy sọc chứ à, lấy chân váy với dấu mã chân váy hoặc là mã trắng. Chân váy cho mơ. Tím cho Mai Tuyết nè. Hết chân váy rồi Thanh Vân. Ê, bình thường hồi đó giờ thấy hay mặc size S mà bữa nay lên size M rồi hả Thanh Vân? Có con chân váy này xịn nè, sang nè. Chân váy hãng Dũng Sơn, công sở hãng Dũng Sơn, size M nè. Cỡ 50 cân đổ về nha. Size M này cỡ 50 cân đổ về mấy chị, 50-51 cân gì thôi. Đó, chân váy nha, form bao đẹp mấy chim nha. Form bao đẹp, form với chất bao đẹp nè. Rồi cho vô mã xám nha, để con này 75.000. Đẹp nha, sang hàng Dũng Sơn, dài tầm ngang gối á. Ai mấy bữa hỏi vô chân váy ngang gối nhiều á mà không nhớ. Rồi size M nha. Size M cỡ 46 47 cân tới khoảng 50 52 cân gì đó. Chị nào lấy xám comment mã xám 75.000. Xám 75. Chân váy Dũng Sơn. Xám với cẩm xuyên. Rồi tiếp nè. Ơi có cái set này đẹp nè. Cái set này là em không có bán đâu á. Cái set này là em mua á. Mua hình như là 160 hả? Không nhớ, hình như là 160 hay sao á. Mà hôm bữa em bắt em chưa mặc lần nào. Bữa treo trong tủ á. Nhỏ gì Minh Quế đó. Kêu vô bắt đi, bắt rẻ cho rồi bơm luôn nè. Nha, set len nha. Chất đẹp. Đó, kèm thêm một cái nè, rồi để set này cho mọi người 75.000 đi, nguyên set nha. Xịn, cho vô mã set nha mọi người, set len. Set len ha, cho vô mã set đi. Mặc nguyên set, mặc tách set ra mặc cũng được. Mặc nguyên set cũng được, mặc tách set ra mặc cũng được ha. Rồi set nha, chị nào lấy set comment mã set. Xịn sò. Để 75.000, chị nào lấy set comment set giùm em. Xếp cho mơ. Len hãng đây, len hãng tay dài. Cái này mấy chị khách nhà dâu mặc là hay phối áo sơ mi á. Hai màu luôn nha, màu xám với lại màu đen. Màu xám với lại màu đen. Con này len hãng nè, đẹp nè. Để nguyên vỏ nè. Mọi người đi du lịch Đà Lạt hoặc là xứ lạnh hoặc là vô mùa mấy chị, hoặc là đi làm ngồi máy lạnh lạnh đó, mọi người có thể là mặc ở ngoài, ở trong là áo sơ mi bẻ cổ ra ngoài này đó, giống như cái sơ mi trắng thôi. Sơ mi trắng là hợp nhất, bẻ ra ngoài nó sang, nó cưng cực kỳ luôn. Khách dâu cũng mặc vậy mà, thấy cháu dâu nó học lớp 8 nó cũng mặc vậy á, tại vì cũng nó cũng lấy mà.
Rồi em để cho mọi người coi là 65 ngàn, sale 65 thôi. Cho vô mã xám hoặc là mã đen nha, có hai màu. Xám đen ha, chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Áo len nha, len hãng nè. Rồi 65 ngàn, chị nào lấy màu nào comment dùm dâu. Chốt mã 65 kèm màu nha. À quên, chốt xám cũng được, chốt đen cũng được. 65 kèm màu cũng được, đen cho chị Lan. Rồi còn cái xám nha, chị nào lấy xám chốt xám. Con này là không có đụng hàng nè. Khoác nha. Mùa này các chị tại vì con này là của dâu bát á, dâu mua dâu bát lại á. Mặc đi biển đồ đó, mặc quần sọt là mặc bikini rồi đó, khoác nhẹ nhẹ cưng lắm. Có nón luôn nha. Nè mọi người coi chất của nó này, nó gần như là len á, gọi là len đi ha. Đó, chất rất là đẹp mà màu nó cũng cưng nữa. Màu này không có kén da mà dễ phối đồ, có nón luôn. Khoác dài nha, dài dài tầm gần tới gối, nói chung là dài phủ mông á. Rồi em để con này cho mọi người bao nhiêu ta? Để con này cho mọi người 65 đi. Nè, đẹp nha, cho vô mã này là mã khoác đi mọi người. Khoác nội địa rung. 65 ngàn nha, có nón nè. Khoác nha, chị nào lấy khoác chốt khoác. Khoác 65. Thảo lấy OT. Thảo lấy nè. Nhà con này nha, đen nha. Mấy chị ơi đen nè. Cái này là đằng trước nha, nó không có hở đâu, ý là cái kiểu đằng trước thôi. Rồi để cho mọi người 55 ngàn. Con này đẹp lắm nè bà Thảo. Rồi, nó xịn lắm luôn á, form đẹp, chất đẹp nha. Khách nhà dâu nó mặc mấy màu luôn á. Khách mua, khách sỉ cũng khen, khách lẻ cũng khen, hàng Quảng Châu á, form đẹp, chất đẹp, rồi để 55 ngàn luôn nè. Cho dâu mã đen ha, đen 55. Tay dài, form body mà nó, cái này là cái kiểu thôi. Chị nào không ưng thì có thể là tháo cái này ra được nha, tháo ra một cái là được à. Cái chất, cái form nó đẹp. Cho Nguyễn Mơ. Rồi cái hồng này là dâu mặc một lần rồi nè. Đen đen nào vậy? Đen hết rồi, đen 55 mới hết rồi. Áo hồng này thơm lắm nha, giặt sạch thơm rồi nè, dâu mặc được lần thôi còn mới lắm luôn. À, có màu đen nữa, màu đen là còn mới chưa khui tem, còn màu hồng này là mặc rồi. Hoa đen với hoa hồng nha. Hoa đen với hoa hồng nha, rồi hồng cho dâu 55 đi, đen thì 65, đen chưa mặc 65. Đen em hết nha mọi người, hồng là 55 mặc rồi. Mà mặc một lần là còn mới lắm, thơm. Còn rất là thơm, rất là mới luôn, cho dâu mã hồng nha, hồng tay bồng. Hồng 55 với lại đen, đen là mới, đen là 65 ngàn. Áo hoa, chị nào lấy màu nào thì comment dùm dâu. Hoa ha, cho dâu mã hồng hoặc là mã đen. Rồi, con này là mã 1. Mã 1 nha. Tay bồng dây kéo đằng sau. Con này bé Loan mặc dễ thương này, bé Loan còn coi like không? Rồi con này cho dâu bao nhiêu ta? 60 ngàn. Áo kiểu xịn sò, tay bồng, dây kéo đằng sau dễ mặc ha. Rồi cho dâu mã này là mã hồng đi nha, mã 1 chứ lộn, 60 ngàn thôi. Mã 1 60 nha, chị nào lấy mã 1 cho dâu mã 1. Mã 1 nha, có một cái à, chị nào lấy thì comment giùm em. Cái này là áo khoác vest. Con này là khoác vest nha, đơn này sắp hết rồi đó. Con này là áo khoác vest nha, rồi để con này cho mọi người 60 đi, cho dâu mã này là mã khoác vest, mã vest đi. V size ha, 60kg đổ về vừa nè. Rồi mã này cho dâu là mã vest nha, vest 60.000 hàng Quảng Châu. SOC nè. Rồi cho dâu mã này là mã vest nha, vest 60. Vest 60 chị nào lấy thì comment.
Vét 60 nha, chị nào lấy vét comment mã vét vét cho bé Thúy. Con này là áo len Hồng Kông. Con này là áo len Hồng Kông nha. Dâu giặt rồi mà dâu chưa mặc. Nè. Đơn này hôm bữa là dâu Thanh Lý á, nó gom xong là nó bơm dâu á. Áo len Hồng Kông nha, chị nào mua con này biết chất nó đẹp rồi. Đây là cái tay của nó viền đá nè. Màu này là màu cam cam nu nha. Không có hở, nó không có hở. Cái này nó không có trễ vai đâu, chị nào ưng thì kệ trễ vai chứ còn bình thường mặc là nó vậy à. Nha, nó không có hở nha. Rồi cho dâu mã này đi, cho dâu bao nhiêu ta, 60 ngàn đi, để 60 ngàn. Nay có khoác chưa? Dạ có đây nè, chị có, để em lên cho chị coi. Em cũng chưa có soạn nó mà lên luôn. Bữa nay đi không có thời gian ở nhà soạn. Rồi mã cam nha, chị nào lấy con này dâu mã cam nè. Len Hồng Kông màu cam đào. Cam đào, cam nu gì đó. Con này là áo hot girl. Tay bồng nè. Hai lớp nha, không phải một đâu mọi người đừng sợ mỏng. Đó, áo hot girl nha, xịn sò rồi, để con này cho mấy chị 85 ngàn. Xịn lắm luôn. Ở ngoài bán tới 160 đúng không? Mấy chị mua là 150, 160 đúng không? Hết cam nha, rồi để cho dâu mã này là mã nu đi, 85 ngàn, để 85 ngàn luôn. Chị Minh Hải. Minh Hải nè. Con này là màu xám, xanh xám hay xanh tây gì cũng được. Len phong lửng nè, tay bồng. Ôi dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ thương lắm. Rồi cho dâu mã này là mã xám nha, xám cũng được, xanh cũng được, gọi là xám đi. Xám nha, rồi để con này cho mấy chị 65 luôn. Xám nha, đẹp này bà Thảo. Phong lửng á, con này là phong lửng, phong rớp tớp á. Phong lửng nha, tầm tới rốn á. Co giãn thoải mái nè, tay bồng. Có ren thêu đây nè. Rồi mã xám nha, xám cho bé My. Hết xám rồi. Hết xám. Em có con áo vàng. Áo hoa nha. Hoa dễ thương này, hết xám rồi mọi người ơi, hết xám nha. Hết xám rồi, đây đây đây, áo hoa thêu đây. Hoa thêu nha, chị nào lấy hoa comment mã hoa nè, cưng chưa? Để con hoa này cho mọi người 89 ngàn. Hoa thêu nha, hoa thêu tay bồng, hoa đen. Hoa đen thêu tay bồng nha. Thêu nguyên áo luôn, thêu nguyên áo ha. Rồi cho dâu mã này là mã hoa. Em hết xám nha mọi người. Hết xám cỡ 50, 53 cân, 53 cân đổ về. Hoa này là cỡ 53 cân đổ về mặt cưng nè. Sau này mạng chậm, em cũng không biết sao luôn á, mà mạng mọi người chậm á. Em thấy em like một hồi rồi mấy chị mới chốt. Hoa, hoa, chị nào lấy hoa chốt hoa rồi áo vàng. Áo thun đẹp nè. Vàng nha, 35. Thun body vàng 35. Bộ dây beo 65k còn không? Còn nha Phạm Quý, dâu còn nha. Bộ dây beo 65k dâu còn. Còn màu giống như dâu mặc á, màu nâu với lại màu đen nha, còn hai màu. Rồi mã vàng nha mọi người, vàng 35 ngàn. Chị nào lấy vàng chốt vàng đi. Vàng cho Tuyết Nhi. Ờ, chị Thanh Lam ơi, chờ em xịp em lên để chị coi liền nè. Chị Thanh Lam, chị còn cái like không? Chị Lam còn không? Chờ em xíu xíu nha. Còn hai cái này là em có hoa nha. Chỗ hôm qua ai chốt mà vô quên siêu à. Nè, con này là lên form mặt cưng lắm luôn á. Rồi để cho mọi người con này 75 ngàn. Có... đẹp lắm luôn, form đẹp nha. Cái tay của nó nè, bồng bồng nhẹ nhẹ xong là nó có viền ngọc ở trên vai á. Rồi đây là mã hoa, đây là mã bướm. Để 75 ngàn luôn, hàng Quảng Châu. 75 nha, chị nào lấy màu nào comment. Lấy hoa chốt hoa, lấy bướm chốt bướm. Hoa nu, tay bồng, nói chung là form đẹp. Form đẹp nha.
đẹp lắm. Tay nó bồng bồng ở trên vai á, tay thì nó một lớp thôi nhưng mà áo là nó hai lớp, không có mỏng nha mọi người, yên tâm nha, không hề mỏng nè. Rồi đây là mã hoa nha, chị nào lấy hoa chốt hoa. Hoa nè, hoa 75 với lại bướm nha, ai lấy màu nào comment màu đó. Bướm cho mơ. Áo dễ thương lắm á. Còn một cái len hãng đây. Rồi áo đỏ sở gỗ nha, đỏ đô sở gỗ nè, để cho mọi người con này 30 đi, đỏ đô sở gỗ. Áo đỏ đô sở gỗ nè, con này đẹp nè Vũ Nhi. Sở gỗ nha, để 30 nè, sao tụt view rồi ta? Mạng chậm hả? Nãy giờ ai cũng la mạng chậm là sao ha? Hồi nãy giờ mấy chị la mạng chậm luôn á. Mạng nhà dâu chậm hay là sao mọi người? Cái áo này nó đang mới á, cái cổ này nó chưa có bể ra. Không ai phải ủi ra mới được. Cho nó bể bể ra nhìn cho nó sexy tí. Mơ. Đây nha, len hãng nè, len dạng len lông thỏ đó, free size. Màu xanh rồi, để con này cho mọi người 120 nha, len hãng nè, free size nha. Len hai da, len lông thỏ. Rồi để cho mọi người con này 120 nha, cho giao mã này là mã xanh đi, hoặc là mã tim. Xịn sò luôn mấy chim ơi. Xịn sò free size giùm em ha. 120 120, có một cái duy nhất thôi, một cái duy nhất nha, chị nào lấy thì comment. Rồi con này là mã 8 nha, con này bao nhiêu ta, 29 ngàn, len hãng luôn. Nào, nó có móc cài mọi người mặc kiểu hoặc là mặc khoác được nha, mặc khoác dễ thương lắm, mặc áo dây hoặc là mặc đầm dây mọi người, khoác nhẹ nhẹ con này ở ngoài. Rồi con này là mã 29 nha, mã 8 hoặc là mã 29 nè. Em không biết gọi nó là chất vải gì luôn mà nó đẹp lắm. Tím là mã nào vậy chim? Ủa nãy giờ em đâu có like cái nào màu tím đâu chị. À mã tim, sorry chế. Tim 120 cho chị Kiều. Cái kia là mã 29 nha, chị nào lấy comment mã 29, 29 cho Lê Thanh Vân. Rồi em lên khoác bé gái xíu xíu nha, rồi lên đồ người lớn tiếp. Lên khoác bé gái một chút xíu đã nha mọi người. Khoác bé gái nha, khoác bé gái bán cho mấy chị giá 75 ngàn. Để em coi. Áo bé xịn lắm, áo khoác bé xịn lắm. Bận quá chưa có thời gian để làm phân mẫu đồ luôn. Hôm qua em hẹn chị mà hôm nay em bận quá, em chưa có làm kịp luôn á chị Trang. Mà lỡ hẹn rồi giờ phải khui ra đại bây giờ. Hồng bò gặp
có một size thôi à, hình như là có size nè. Em like theo mẫu nha. Size nó khác nhau. Vô nha, nó có 5 màu, con này nó có 2 đây, 2 4 6 màu. Size này khoác bé 30kg 6 tuổi, dâu không biết là dâu chưa khui, có size, có nhiều mẫu nhiều size mà dâu không biết là mẫu nào size nào. Bây giờ mới bắt đầu khui nè em. Hồng vàng bò gạch, hồng vàng bò gạch, hồng vàng bò gạch nha. Trời ơi, áo khoác đẹp ghê luôn. Em thề luôn á, mấy chị đi ra ngoài mua 100, 250. Nếu mà giá 100 ngàn là không có cửa sờ loại này luôn. À, nếu mà loại 100 ngàn là mấy chị là mua giọng mà dạng cô tông, nhưng mà loại mỏng mỏng mà sờ cái chất nó không có mịn á. Chứ còn loại cô tông mà loại dày mịn là nó lại là loại đắt tiền nữa nha. Còn loại này là loại dù mà mịn lắm. Chị nào mà mua áo dù của nam, của nữ, hàng cao cấp nhà dâu rồi đó. Nhất là áo nam, áo dù nam xịn 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 á. Đó, chất xịn như vậy luôn. Nặng tay lắm nha, vì hàng hai lớp nè. Lót xịn sò, đây là áo dù. Áo bé dù mà size là size XL. Nó chỉ có một size này à, size XL này là khoảng cỡ 35 cân, 30 tới 35 cân mặt nè. Nha, bé nào nhỏ nhỏ con thì khoảng 40 kg, nhưng mà 40 kg mà lùng á, ví dụ giống như là 40 kg khoảng cỡ 8 tuổi thì được, chứ còn 40 kg mà khoảng cỡ 10 tuổi là mặt nó sẽ bị ngắn tay. Ok chưa? Áo khoác nam không, không nha Thiên Kim. Bé nào mà 40 cân đổ về, size XL này là khoảng từ 30 cân tới 40 cân. Chị nào mà con lùng á hoặc là cao rồi đó thì cho nó khoảng 30kg mặc được. Còn bình thường nói chung là trên dưới 35 cân đẹp. Hồng 30kg 6 tuổi cao cao thì dâu không biết đâu. Nói chung là dâu sợ chật thôi, chứ bán đồ bé thì rộng một tí không sao, mọi người trừ hao được. Con này là size XL là trên dưới 35 cân mọi người nha. Là từ 30 cân tới 40 cân nó dao động khoảng đó. Cứ trên dưới 35 cân là dư xăng. 40 cân đổ về, 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về là mặc được con này. Đẹp lắm. 22kg mặc là qua mẫu khác nha. Mẫu này không vừa đâu bé. Mẫu này là nó sẽ bị rộng. Màu hồng với chị Thanh Lam nè. Đẹp lắm luôn chị ơi. 75 ngàn xuất sắc luôn. Rồi em có màu vàng nữa nè, màu bò nữa nè. Đẹp ghê chưa, với lại màu này là màu gạch. Màu gạch nha, hồng vàng bò gạch. Với lại màu này là màu màu hồng hồng rút á. Rồi cho dâu mạ hồng. Lấy em hồng ok. Hồng cho Mai Tuyết rồi, dâu còn hồng nha. Dâu chưa khui hết mẫu nên là không biết là size gì đang khui cái mẫu này á. Dâu like theo mẫu, cái hình của nó là hình thêu hết nha mọi người. Hình của nó là hình thêu hết mà em bao xịn. Cực xịn chứ không phải xịn vừa nữa, so với giá 75 ngàn là xịn lắm. Nè màu đẹp lắm luôn, màu vàng nè, đẹp chưa? Không có nổi đâu, màu đẹp lắm luôn. Đây là màu màu bò. Màu này là màu cam. Nha, màu gạch á. Cam gạch á chứ không phải cam đất nha, cam gạch. Với lại màu này là màu hồng. Rồi chị nào lấy màu nè, nặng tay lắm luôn mọi người thấy chưa? Nó sẽ nặng hơn mình cầm một cái đầm. Nó nặng tương đương với mình mua cầm một set đồ của mình á. Nếu mà mua một set đồ là nó nặng tương đương với một set đồ của mình á. Nên là nó chất lượng nó xịn lắm. 75 ngàn quá rẻ luôn. Áo khoác người lớn cẩm xuyên ấy có nha, khoác người lớn có. Nè hình thêu, trời ơi, vải đẹp lắm luôn á Mai Tuyết ơi, xịn cực kỳ luôn. Hình thêu nha. Bao vải cực xịn sò luôn mấy anh chị ơi. Cỡ con gái dâu, con gái dâu cũng 9 tuổi rồi, 8 tuổi rồi, học lớp 3. Con gái dâu mặc size này nè, XL nè. Gái dâu 9 tuổi lớp 3 mặc size nè. Nha, chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em đi mấy chị. Ai lấy màu nào trước màu đó đi. Còn có 4 màu à. Chào em, họ không biết nữa, chưa khui không biết có không nữa, không biết nha. Từ từ coi. Áo chất đẹp ghê. Áo chất đẹp quá à. Chắc là size khác nhau hay sao á. Không có Hello Kitty đâu em gái ơi.
không có Hello Kitty nha. Rồi cho vô mã này là mã, mã này là mã gấu nè. Có một cái à, size này size nhỏ nha. Size này khoảng cỡ 25 cân đổ về thôi à. Thiên Kim ơi lấy con này này, Thiên Kim cỡ 20-25 cân. Cỡ 20-25 cân. Hồng này khác hồng này hả chị? Hồng, hồng đó đó em. Hồng mà chị dâu lai là chị dâu để cho em đó. Cái màu hồng chị dâu lai là chị dâu để cho em đó. Trời ơi có một cái thôi, dễ thương chưa Minh Chim ơi. Có nón nha, lót hai lớp luôn, trên nón cũng là hai lớp nè. Đó có cái tay gấu này dễ thương không? Cái này con cái, mẫu này con cái thôi, có túi hẳn hoi nha, có túi nè. Rồi gấu cho Châu Ngân con cái thôi à. Bao nhiêu hả chị dâu? 750.000. 75.000 nha gái. Đẹp lắm. Rồi cho dâu mã này là mã hoa nha, mã hoa cũng là size 25. Ủa mã hoa là có size lớn nè. Mã hoa vừa size nhỏ vừa size lớn nha. Mã hoa này là vừa size nhỏ vừa size lớn nha. Rồi màu gạch nè, cho dâu mã à, màu gạch nè. Màu hồng, màu vàng với lại màu xanh. Gạch hồng vàng xanh, chị nào lấy màu nào thì comment màu đó. Gạch hồng vàng xanh nha, nó 4-5 size lộn xộn mà có nhiêu đây à. 4-5 size lộn xộn luôn mà có nhiêu đó thôi nha. Có SML luôn á, nói chung là có SML, XL. Size 15 cân chắc là không có, em mặc size nhỏ nhất đi, size S là size nhỏ nhất á, cũng cỡ 15-20 kg rồi đó. Size S là nhỏ nhất đó Trúc Duyên ơi. SML, XL nha nè, size S có một cái màu hồng nè. Size S này là khoảng cỡ nè, trời ơi. Rồi cái hoa dễ thương ghê luôn nè, mọi người thêu nè. Ở tay á, nó thêu ở tay nha, còn đằng trước là thêu nè. Dễ thương ghê không? Đằng sau có thêu luôn nè, dễ thương ha. Cái dâu mã này là mã hoa kèm size kèm màu. Con này là size S rồi, size S là khoảng cỡ không có size 15 kg đâu bé. 15 kg mà khoảng cỡ 2-3 tuổi rồi thì mặc được, nó rộng nhưng mà nó vừa với chiều dài. Chứ còn 15 tuổi mà khoảng 15 kg mà khoảng 2 tuổi đổ về là nó dài, nó rộng nữa. Con này là size khoảng 20 tới 25 cân nha mấy chị. Size S là khoảng cỡ 20 tới 25 cân rồi. S là khoảng cỡ 20 tới 25 cân nha. Nè, dễ thương không? Rồi mã này là mã hồng nha, hoa hồng. Chị nào lấy hoa hồng cho dâu hoa hồng. Đẹp quá, quá rẻ luôn, hoa hồng ha. Chị nào lấy hoa hồng cho em hoa hồng. Hoa xanh. Hoa xanh này là size khoảng cỡ cũng dễ, cũng cỡ 20-25 cân. Hoa xanh nha. S cho bé trai à chị? Không, ở đây là đồ bé gái mà. Đây là áo khoác bé gái nha. Khoác bé gái em ơi. Được có mấy mẫu à. Cũng ít chứ không nhiều. Đó, hoa có màu có size, chị nào lấy màu nào chốt màu đó nha. Đang lai đồ người lớn mà sọc nè, có cái hồng này size bự nè. Hồng thêu ở tay luôn á, size này là size 30 kg. 25 30 cân nha mấy chị. Dưới 30 cân. Con này nè, 30 cân đổ về nó thêu. Thêu hai bên tay nữa nè. Thêu đằng sau lưng nữa nè, hàng thêu nha. Chị nào lấy mã hoa hồng kèm size nha. Có size từ 20 cân tới 30 cân, con này có hai cái hai size nè. 25 cân đổ về với 30 cân đổ về. Hồng 25 với 30 kg, ok. Rồi mã gấu nha, gấu hồng có size lớn nè. Gấu hồng lúc nãy là size nhỏ rồi, size này là size lớn nha, 30 tới 40 cân nè. Đó, con gấu này á, đây nha, gấu hồng màu ngọt ha. Lúc nãy có cái size nhỏ, bây giờ có cái size to nha. Chị dâu mã này là mã gấu đi, size to nha, trên 30 cân nha mọi người. Trên 30 cân giùm em nha, chị nào lấy gấu comment mã gấu này. 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về là vừa con này size XL. Size XL của bé là nó khác size XL của mình mọi người nha. Size XL của bé là nó tầm khoảng chắc chưa tới size S của mình á. Ây cha, con này nó lỗi bé rồi. Có một cái duy nhất màu đen nha, áo khoác 30 kg gấu. À lấy mã khác đi, mã đó nó bị lỗi rồi gái ơi, lấy mã khác giùm dâu nha, mã nó bị lỗi rồi. Con này là bằng cô tông.
Con này là bằng cô tông nha, dây kéo cô tông á. Con này là hàng cô tông nè. Rồi con này để cho mọi người, con này để cho mấy chị bao nhiêu ta, 60 ngàn đi, cô tông nha. Cũng đẹp, cũng xịn, ở ngoài cũng bán cả 100 ngàn đó. Rồi vô để 60 ngàn nè. Size này khoảng cỡ 25 cân đổ về nha, 20 tới 25 cân. Dày cô tông, dày, nó là vải cô tông á, dày chứ không mỏng nha. Rồi, đó, có túi hẳn hoi dây kéo nè. Rồi cho vô mã này là mã đen nha, 60 nè, có một cái à. Nó lộn vô trong đây có một cái duy nhất. Có một cái duy nhất nha. Rồi chuột nha, chuột xanh, chuột bò nè. Chuột màu xanh hay chuột màu bò, chị nào lấy màu nào chốt nha. Size khoảng cỡ đen cho Lê Thanh Vân. Chuột màu cưng quá à, khoảng cỡ 20 tới 25 cân đó mọi người. Cỡ 27 28 cân đổ về, con này là maximum. Đầm bé chị dâu không có. Đầm bé không có nha. Mịn quá à, mịn đẹp quá à. Nha, size M nha mọi người, cỡ 27 28 cân, nó cao thì 30 cân đổ về vừa. Còn không thì khoảng cỡ, nói chung là cỡ 22 cân tới khoảng 26 28 cân. Cỡ đó, size M, size M, size M. Hết rồi. Đen hết nha, rồi dưới 30 kg con này vừa giùm em nè. Dưới 30 kg con nào nó cũng có túi cả, màu xanh với lại màu bò. Màu xanh với lại màu bò nha, con này là chuột. Chuột xanh, chuột bò. Nó có dòng chữ gì? Mickey ở ngay tay á. Không có size nhỏ hơn đâu, size S là khoảng cỡ 25 20 tới 25 cân là nhỏ nhất rồi á. Hello Kitty đây, có Hello Kitty nha, màu xanh với lại màu tím mà size khoảng cỡ dưới 30 cân đổ về. Màu tím này là size 20 tới 25 cân. Màu xanh thì khoảng size 25 tới 30 cân nha. Chị nào mới hỏi em Hello Kitty. Hình của nó là hình thêu nha. Đây Hello Kitty màu tím là 25 cân đổ về. Màu xanh thì khoảng cỡ 30 cân đổ về tại vì nó là size M. Mấy chị nha. Đây. Màu tím size S 25 cân đổ về, 20 tới 25 cân á. Màu xanh là size M. Chị nào lấy màu nào comment màu đó nha, thêu hình Hello Kitty nè. Có size như vậy à Mai Tuyết ơi. Xanh cho Mai Tuyết. Xanh cho Mai Tuyết nè. Bé gì đó, bé bé Việt đó, lấy màu khác dùm dâu nha. Gấu nè, rồi mã gấu cam nha. Ôi cưng quá, cái này là nam mặc được luôn á. Cái mẫu này là bé trai mặc được nè. Có hồng Hello không có rồi. Hồng mẫu khác thì có, hồng Hello Kitty dâu không có. Rồi cho dâu mã này là mã gấu nha, gấu màu cam. Size 25 cân đổ về á. Gấu cam size 25 cân đổ về. Chị nào lấy gấu cho dâu mã gấu. Gấu cam nha, gấu cam 25 cân đổ về. Gấu cam nha, 25 cân đổ về. Có mã chuột với lại mã ong rồi hết à. Có mèo Hello Kitty màu vàng size M. Mèo Hello Kitty màu vàng size M nha. Không có hồng, có vàng thôi em gái. Màu vàng khoảng dưới 50 kg. Ong nè, có ong tím, ong vàng nè. Ong tím, ong vàng với lại ong này là ong gạch, cam gạch. Tím vàng gạch với lại mẫu chuột thôi, chuột vàng chuột gạch. Nói chung là đồ bé thì nó không có những tông màu như là đen rồi hiếm lắm, đen xám rồi hiếm lắm. Những tông màu vào đó là tông màu người lớn, trẻ em thì nó chỉ là vàng đỏ xanh vậy thôi nha mấy chị nha, hồng vàng đỏ xanh cam thôi. Ôi, chất đẹp quá, chuột thêu nha, hàng thêu dùm dâu nè, xịn giống như là chất dù của đồ nam, áo nam mà mọi người mua cho chồng hồi đó vô bán gì đó ha. Rồi cho vô mã này là mã chuột, chuột vàng chuột cam. Size chuột vàng là 25 cân đổ về, còn chuột cam là cỡ trên dưới 35 cân nha. Chuột cam là size XL trên dưới 35 cân, còn chuột vàng là khoảng 25 cân đổ về thôi. 75 ngàn, chị nào lấy thì comment ha. Dày xịn mịn,
Không biết nữa, để coi đã. Ba mươi ký mà bao nhiêu tuổi vậy em gái? Vàng với xanh nó có một size à? Vàng với xanh có một size chắc vừa. 30 kg mà cỡ 4 tuổi 5 tuổi là không vừa đâu. 30 kg này phải cỡ 8 9 tuổi rồi mới vừa. 30 kg mà cỡ 4 5 tuổi là không có vừa đâu nha. Rồi tiếp mấy chị ơi, tiếp. Chị coi hoa gạch 35 ký. Đây chị yêu. Hoa gạch 35 ký nha, có size á, hoa gạch này có hai cái hai size. Size này là size trên dưới 35 cân. Có size 25 cân đổ về nữa. Size S là 25 cân đổ về. Rồi ok em, đổi qua cái vàng cho em rồi. Đây nha, hoa thêu nha chị yêu ơi, hoa này là hoa thêu có một cái à. Màu gạch này size 35 cân, 35 cân trên dưới 35 cân là có một cái thôi. Với lại có một cái size nhỏ nữa, 25 cân đổ về nha. Nè, hoa thêu nha mấy chị. Dùng xíu tiêu mọi người.
Rồi em tiếp nha. Xem màu gấu 30. Chị lấy, dạ ok chị. Gấu 30 kỷ hả? Gấu 30 kg vậy đâu có đâu. Có chuột à, chuột rồi ong đồ à, mà gấu không có. Chuột rồi ong rồi hoa. Chuột mấy loại luôn á mà không có, không có gấu bà ơi. Gấu size nhỏ à, không có gấu rồi. Không có gấu rồi. Yeah. Thôi chắc bữa nay đi ngủ sớm bữa quá. Tự nhiên nãy ăn no quá giờ về ngồi thở nè. Ai hỏi vô áo khoác vậy? Cái này hình như có màu này với màu gì á. Cái này là hàng dâu xả bơm mới có chứ hàng này hết lâu lắm rồi. Này là xả bơm mới có đây nè, không biết có màu màu này màu vàng thì phải, không nhớ luôn ta. Hình như là có màu này với màu vàng nè. Khoác da lộn xịn sò đây. Khoác da lộn xịn sò nha, rồi để con này cho mọi người 139.000 đi. Có màu nâu với lại màu vàng nha, có hai cái xả bơm hai cái nè. Khoác da lộn xịn sò nha, free size á. Từ 40 cân tới 65 cân em bao mặc đẹp. Cái form nó sẽ chị nào mà 40 cân mặc nó cũng không bị, ý là bị bự, bị thùng thình lắm đâu, mà chị nào 65 cân mặc vẫn vừa. Tại vì cái mẫu nó làm á dạng khoác bomber á, rồi nói chung là nó nhìn gọn lắm nha. Như em cũng vậy, em cũng mặc đó. Mặc mấy mùa mấy cái rồi, mấy kiểu luôn rồi, da lộn này nè. Bát mấy lần liên tục luôn rồi. Nha, rồi để con này 139.000 này, chị nào lấy khoác cái dấu mã khoác kèm màu. Con này có màu, hình như là màu này với màu vàng á. Hai cái hai màu. Áo vô mặt bán 75 nha. Sọc vàng. Hàng Quảng Châu á, áo vô mặt là sọc vàng bán 75.000. Sọc vàng nha mọi người, có sọc vàng thôi à. Vàng này là vàng đen. Có vàng đen với lại vàng nâu nha, hai sọc. Vàng đen với vàng nâu bán 75.000. Hàng Quảng Châu nha quý vị ơi. Chị nào hỏi em gì không mọi người? Ai hỏi em gì không quý khách ơi? Kiếm cái gì sale ha. Ê, có cái đầm body nè, đầm len body nha. Áo em mặc có màu à, tìm thấy kinh bát em chưa chị chưa, hay là để cái này vô mặt luôn đi ta. Mặc kiếm em cho xô vàng cho Nguyễn Mơ. Vàng nha. Vàng vô là vàng đen, đây là vàng nâu hai màu. Nha, áo vô mặt này, đây là vàng đen, đây là vàng nâu nha, bán 75.000. Với lại sọc, sọc cũng 75 luôn. Vàng đen, vàng nâu, đây là sọc, chị nào lấy sọc chốt sọc. Đây sọc 75 ha, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc nha, vàng cho chị Bích nè. Vàng nào chị, vàng em mặc hay là vàng nâu vậy? Vàng nào cũng đẹp cả, với lại sọc nha. Sọc 75 này, chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc sọc đi mọi người. Có hai cái thôi.
Vàng dâu mặt ok chị. Y chang mà khác màu. Vàng nào cũng đẹp. Đây là vàng nâu nha. Ôi vàng nào cũng cưng cả mấy chị ơi, vàng nè. 75 ngàn thôi. Sọc với lại vàng, ai lấy màu nào comment màu đó giùm em. Chị nào lấy màu nào chốt nha. Vàng với lại sọc. Cái sọc thì cái lá cổ nó hơi khác một tí, nó có hai đường viền. Vàng với sọc nha. Vàng vô mặt hết rồi Mộng Liên ơi, vàng vô mặt hết rồi. Vô chỉ còn vàng nâu thôi. Đẹp mà. Tại mặt vào nãy bốc được cái vàng vàng đen thì mặt vàng đen á. Cái này là vàng sọc nè. Ôi màu vàng sọc tây lắm đó bà. Tại dâu chưa mặc lên thôi đó. Màu vàng sọc tây nè. Vàng nâu nè. Vàng nâu nha. Còn vàng nâu thôi à. Vàng đen hết rồi. Sọc cho chị Mai Nguyễn. Trời ơi công nhận cái mạng bà Nguyễn Mơ bà chậm thiệt luôn. Tôi đặt đầu mà không được. Hết rồi, trời ơi bà đặt sau cùng luôn á bà đặt thứ ba luôn á. Mộng Liên đặt sau cùng nha. Mộng Liên đặt sau nè, comment là tới comment thứ tư luôn á chứ không phải thứ ba nữa. Vàng nha em, ok chị. Sao mẹ nghe đây? Không có nha. Vậy là mạng dâu nó bị ẩn rồi đó. Nó bị ẩn comment đó nha. Chứ còn chị thấy Nguyễn Mơ comment trước. Xong là gì ở phía trên là Châu Ngân. Tìm thấy kính bác em chưa chị. Rồi tới Nguyễn Mơ 75 vàng. Rồi tới chị Bích Ngọc vàng. Xong lại vàng dâu mặt. Xong tới chị Bích Ngọc là Nhi Nguyễn tranh thủ với Cui Hỷ. Rồi mới tới Mộng Liên là lấy vàng bà mặc đó nha. Vậy là hai cái kia là không thấy, nó bị ẩn rồi á bà. Không thấy nha, nó bị ẩn rồi. Con này vô có màu đỏ với lại màu nu nè. Áo Quảng Châu nè. Con đi đâu vậy? Áo đẹp lắm luôn mấy chim ơi. Áo Quảng Châu nha. Màu đỏ nó là tông đô á, lên lai là nó nổi chứ còn nó là tông đỏ đô nha. Nó là tông đỏ đô này, có bèo nè. Rồi để con này cho mọi người 75 luôn, hàng Quảng Châu xịn. Màu đỏ với lại màu nu nha, màu nu nè. Đỏ nu 75 ngàn. Đẹp, áo đẹp, rồi sale 75 luôn nè. Bèo đây. Hai bèo luôn á, bên tay nè. Đỏ đô nha, tông đỏ đô, chuẩn tông đỏ đô luôn. Chuẩn tông đỏ đô ha, chị nào lấy màu nào comment màu giùm em. Con xuống đi, đừng leo lên đó. Sao à? Ây da. Áo kiểu giờ là thập cẩm không à. Giờ còn thứ một chút và sale tí xíu là nghỉ nha mọi người nha. Nè, rồi đầm hoa nha, em còn ở chỗ này nó lẻ mẫu ở xã khuya rồi, xã rẻ xã đại cho mấy chị nè. Rồi đầm nha, free size đầm hoa nè. Nè, shop bán 180 luôn rồi em để con này cho mọi người 55. Em xem màu nu chị ok. Ấy mà chị vừa không dạ vừa mà em hết màu này rồi em còn màu khác cho chị nha. Sọc vàng là em hết rồi em còn sọc khác thôi. Em còn vàng này nè. Đầm hoa nha, đầm đẹp á. Rồi sale 55 ngàn hoa chị Hà Châu. Chị Cẩm Nhung ơi, chị lấy sọc vàng này được không? Chị vừa. Em còn vàng này, vàng em cầm là vàng nâu nha. Vàng này là vàng đen, vàng nâu nó trẻ nè, màu đẹp nè. Tại em mặc vàng đen lên là mọi người lo chốt vàng đen á. Nãy bốc được cái vàng đen, cái mặt vàng đen.
Em còn cái vàng nâu nha. Y chang nhưng mà chị khác. Khác sọc một tí xíu à. 75.000. Không, mẫu em mặc nó chỉ có màu này thôi. Còn sọc là nó qua mẫu khác rồi. Sọc này là nó qua mẫu khác chị, gần giống thôi à. Sọc này là nó gần giống thôi chứ cái cổ nó khác. Nè. Cái này của em là nó có một viền thôi, còn cái này là nó có hai viền. Sọc này là nó qua khác nha. 75.000. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em. Màu nu đây này bé Nguyễn Ngọc. Màu nu đây em gái. Đây. Màu nu đây gái ơi, cưng không? Nút bọc hẳn hoi nha. Màu nu với lại đỏ đô nha. Chị nào lấy màu nào comment màu đỏ giùm em. Nu với đỏ đô 75.000. Nu với đỏ đô 75.000 nha. Size thì khoảng cỡ 53 cân đổ về thôi à. 50-53 cân đổ về tùy chiều cao nha. Size SM á, cỡ SM thôi. 50-53 cân đổ về. Thấy không mọi người, thấy rõ không? Em nu ok. Không chị, không có màu khác nha. Rồi để em tiếp mẫu đi. Em teo lộn xộn cho mấy chim hề này. Áo thun rộng nha, thun phong suông rộng rộng nè. Rồi để cho mọi người con này 39.000. Áo thun á, nam nữ mặc được nha. Form sung sung rộng rộng. Rồi 39.000, sale 39.000 luôn nè. Free size nha. Đóng thùng cũng được, mặc thả cũng được. Đây đóng thùng cũng được này, mặc thả cũng được luôn. 65 cỡ 60-65 cân đổ về là vừa hết nha mọi người. Nó là áo form sung. Áo form sung ha, rồi cho vô mã xanh 39.000. Xanh 39 nha, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 39. Xanh chị Châu. Rồi áo len hồng nè. Áo len hồng nha. Con này 35 đi, chị nào lấy len hồng cho dâu mã hồng. Hồng 35. Đây 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 mấy anh chị ơi, hồng 35 ha. Rồi hồng 35, chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng 35 giùm em. Nè, chất đẹp nè, len hồng 35, chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng 35. Set nè, set đẹp nè, có màu set này đẹp nè chị Châu nè. Em có hai màu á, màu màu mật với lại màu đây. Màu cẩm hoa, hoa màu cẩm với hoa màu xanh hồng cho Diễm Thanh. Hoa màu cẩm với hoa màu xanh nha, vải đẹp lắm, free size nè. Free size thoải mái luôn á, 65 70 cân, 40 cân tới 65 70 cân vừa vì nó rũ á. Cái vải nó rất là mịn, rất là mát luôn, siêu mát nha. Con này là vải siêu mát nè. Dây cột có dây buộc nơ trên vai dễ thương, còn quần ống suông nha.
Co giãn thoải mái, quần ống suông mà. Quần ống suông nè. Rồi nguyên set 65.000, chị nào lấy set thì vô mã set hoa kèm màu. Bao đẹp, bao xịn. 65.000 nha, cho vô mã 65 kèm màu đi, đây là màu xanh. Set này là set màu xanh nha. Xanh đen có 2 tầng nè. Nó rủ vô nên là mặc cưng lắm luôn. Quần là quần suông nha, em còn chắc mấy set là 3 4 set gì thôi à. Có hai màu nha, màu cẩm nè, màu đỏ đô á, dạng đỏ đô, đỏ cẩm á. Với lại màu này là màu xanh đen ha, chị nào lấy thì comment. Xong cho chị rồng. Mặc thoải mái lắm chị, mặc thoải mái mà vải nó đẹp, mát. Bé Diễm Thanh lại hỏi quần tây mà chị dâu hỏi em không thấy em trả lời bé. Quần tây mẫu này được không? Chị dâu có mấy mẫu á, nhiều mẫu lắm. Nè, quần này 115.000 nha. Gần hết rồi. Quần này 115.000 nha em gái. Quần tây nha. Có size SML. Quần này là còn size SML nè, 115.000. Quần đẹp lắm luôn, bao đẹp nha. Quần bao đẹp nha chị em ơi, quần bao đẹp. Quần thể thao bé 50kg không dâu, không nhớ luôn giờ không nhớ còn hay không. Mẫu quần quần tây này là dâu còn SML nha mấy anh chim. Vải đẹp. Tuyết mưa xịn sò. Quần tây nha, dâu mã quần tây kèm size. Em size L, ok Diễm Thanh bữa nay lên size L rồi hả? Con này dâu có hai màu nè ông. Dạ con, chị Nguyễn Lúc ơi, chị lấy size nào vậy? Rồi lên nha, lên xịn nha. Để con này chị Minh nè, con này đẹp nè, quần tây size M, ok Kim Kim. Kim Kim lấy size M. Còn quần tây hôm bữa dâu đăng quần đó đây nè mọi người, 145. Eo 74 size L nha chị. Eo 74 mặc size L cho em. 145.000. Eo 74 size L chị ơi. Đây. Đây nha, quần này là 145.000, em có mặc like đó, quần này là đăng hình đây nè chị yêu. 145 nha. Sang, cái quần sang. Nè. 145.000. Con này là SML XL. SML XL. Rồi áo len đẹp nha, để cho mọi người con này bao nhiêu ta? 39.000, có hai màu len hãng. Màu hồng với lại màu xanh, áo này đẹp nè chị Rồng. Nha, nãy chị nào hụt cái mẫu kia lấy qua mẫu này nè chị Lam ơi. Nãy ai hụt cái mẫu len hồng kia ta? Không nhớ nãy len hồng kia ai hụt ha. Đây. Rồi len nha, len phối ren nè, len hãng xịn nè. Rồi để 39.000 luôn, có hai màu. Rồi chị dâu để cho em rồi lấy một cái size L, ok chị Nguyễn Úc nha. Ok chị. Rồi em còn cái hồng nha, chị nào lấy hồng comment hồng. Hết xanh rồi. Còn hồng nha, quần này em mua hổm rồi, đúng rồi. Chắc mai nhận được á, hết xanh hồng cho chị Bích Phạm rồi. Hết, hết len nha mấy anh chim. Rồi sơ mi mẫu vô mặt sang sang xịn xịn còn có một cái rồi sale luôn nè. Sơ mi mẫu vô mặt còn có một cái rồi sale luôn, con này cho mọi người 69.000. Đẹp lắm luôn. Sơ mi Quảng Châu nha, còn đúng cái sale 69.000 luôn. Hết hàng nha, còn đúng cái này sale 69 nha, chị nào lấy sơ mi cho em mã sơ mi.
Sơ mi trắng nha, 69.000. Sơ len xanh hết rồi chị ơi. U mì vô hết hàng rồi. Trắng chị Hà Châu. Hết sơ mi nha, hết sơ mi. Rồi đầm vàng đẹp nè. Đầm vàng nha mọi người. Cái này nó bị đằng sau không biết sao ta. Đằng sau nó bị không sao cả. Nói chung là không phải rách đâu. Không biết là người ta dập vải nó bị sao. Đằng sau không sao cả nha mấy chị nha. Không phải rách này mọi người coi kỹ nha. Không phải rách nha. Con này khoảng cỡ size chắc 50-52 cân đổ về vừa nè. Nha 50-52 cân đổ về thôi nha mấy chị nha. Rồi để con này cho mọi người 45 đi, hàng Quảng Châu xịn luôn. Dâu mã vàng nha. Này cái chân váy là như nhúng nhúng nè. Rồi để 45 nha, xịn sò nha. Size bao nhiêu em? Dạ em hết rồi chị Việt Hà ơi. Rồi cho dâu mã vàng nha, size khoảng cỡ 50kg đổ về đi. Đẹp, hàng Quảng Châu xịn, nó bị lỗi nhẹ xíu thôi. Mà không sao cả, nó không rách không gì hết nha. Cũng đằng sau lưng à, không ai để ý đâu. Này đằng sau lưng gần cổ. Vàng cho Mai Tuyết. Vàng cho Mai Tuyết nha, hết rồi mơ ơi. Trời ơi 45.000 cái đầm xịn đi tiệc đồ được luôn. Đầm bông hay áo kiểu bông gì có nhiều lắm luôn bé. Áo kiểu bông nè, có màu hồng với màu đen nè. Con này lấy màu hồng đẹp nè. Diễm Thanh để con này 55.000. Diễm Thanh ơi con này 55.000 nha. Bao đẹp nha. 55.000. 55 nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng nè. Vải đẹp lắm, không phải von, vải xịn nha, vải lụa xịn không phải von nha em gái. Bông đen nè. Đen này 85 đi, đen này là thêu hết nha. Có bèo nè, viền bèo nè, con này là thêu hết luôn. Thêu hết nguyên con nha, 85. Mẫu này đẹp em lắm, em có hai cái rồi. Ờ mẫu đó đẹp. Mai Tuyết có mấy cái rồi. Năm năm cho Nguyễn Mơ. Có cái màu đen nha, đen 65 nè. Tay bồng. Đen 65 nha, chị nào lấy đen chốt mã đen giùm em, đen 65. Đen 65 ha, chị nào lấy hoa đen cho dâu mã 65 cũng được đi. Mã 65. Hoa nhiều mẫu lắm. Đây nè, cái này còn có một cái cuối cùng nè. Hoa này lụa xịn đây. Lụa xịn sò đây. Còn có một cái cuối cùng này em giúp đi bé Thanh. 95 nha. Kêu còn cái cuối lụa xịn. Không phải von đâu nha mấy chim nha. Xịn gấp mấy lần von á. Mát mịn xịn sò. Rồi 95 nha. Hoa nu nha. Chị nào lấy hoa nu cho em mã hoa nu. Hoa nu tiểu thư nè. Hoa nu tiểu thư ha. Hoa nu tiểu thư đây.
Rồi 95 ngàn. Này chị mọi người cột cái nơ lại giùm em cái này. Hoa nu còn có một cái cuối thôi. Hoa nu 95. Hết sạch còn một cái cuối cùng sale 95 nha. Chị nào lấy hoa nu cho em mã hoa nu. Con này là hoa tím này, nu cho Đỗ Hà. Con này là hoa tím nha. Rồi để con này 75 đi. Hoa tím tiểu thư cũng còn có một cái. À còn cái màu xanh nữa thì phải. Tím nha. Áo đẹp lắm. Cái mẫu này còn cái tím cái xanh là chị nào lấy màu nào chốt màu đó nha. Rồi sale 75 luôn. Hoa tiểu thư có vàng nút xịn nha. Có vàng nút ngọc đẹp. Dạ chị Việt Hà ơi, chị mặc vừa nha. Mấy áo hoa kiểu này là 5-7 cân mặc đẹp hết nha chị Việt Hà. Rồi cho vô mã này là mã tím. Em có tím và xanh nha. Nè vàng cúc đẹp luôn. Cho vô mã tím hoặc xanh. Tím xanh. Để 75 ngàn với lại con xám này là 95 nha. Tím với chị Bích nè. Con xám này là 95 nha. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy anh chị ơi. Con xám này 95 ngàn. Ren đẹp mà cái vàng cúc này là cúc bằng đá nha. Cái vàng cúc này là bằng đá nè. Đây. Rồi mã xám nha. Ren xám này, hoa ren xám sang lắm, xịn lắm. Chị Ngọc, chị Việt Anh vừa nha, chị à chị Việt Hà. Để em lên một mẫu hoa mới cho mấy chị. Mẫu hoa mới là nó thêu nguyên con. Xám với chị Bích luôn. Xám nha em, còn xám, xám cho Diễm Thanh. Hai mẹ con mặc chung kiểu luôn. Dạ bởi. Rồi em có cái đầm bi nha. Nè đầm bi nè mọi người. Trời ơi ta nói nó cưng. Chú cha ơi. Rồi để đầm bi này hàng Quảng Châu nha. Cho mấy chị 55 ngàn. Mặc đi chơi đi tiệc giùm em cả nha. Xịn sò luôn. Hết xám rồi chúc duyên ơi hết nha. Con này nó có dây kéo đằng sau mọi người. Dễ mặc là con này tầm khoảng size S thôi. Size S giùm em nha. Size S mọi người ơi. Size S nha. Chú cha ơi. Tay bồng này xịn sò chưa. Bà Nguyễn Mơ nè, trời ơi đẹp lắm Nguyễn Mơ ơi. Xịn lắm luôn á, để 55 ngàn luôn. Chị nào lấy bi cho em mã bi nha. Size S mà mua tặng cũng đẹp nữa. Nè nè, xịn sò này mọi người thấy dâu cầm chưa. Tay bồng nha, xịn sò luôn, để 55 ngàn. Chị nào, hello chị Cẩm Vân. Chị thấy dâu ăn Tết kỹ chưa. Thấy dâu ăn Tết kỹ không. Bi nha, chị nào lấy bi chốt bi. Hoa đây em lên hoa. Lên hoa mẫu mới cho mấy chim lên. Theo nha, dạ hello e. Hello chị, 55 cho Nguyễn Mơ rồi hết nha Phạm Quý. Nãy giờ mạng của Phạm Quý chậm á. Không chốt được cái gì luôn á Phạm Quý ơi. Hoa Quảng Châu nha, hoa tay ngắn. Nó theo nguyên con luôn, dâu chị gieo có hai màu, màu hồng với lại màu nu. Áo này dễ thương nè, Diễm Thanh. Đây áo Quảng Châu nha, mọi người coi nè. Em bao xịn sò luôn. Nha, chị nào mà bốc sỉ cứ 100 ngàn đổ về là không có cửa luôn. Em cam đoan luôn, hàng đó là hàng theo. Rồi để cho mọi người con này giá 85 ngàn. Hàng Quảng Châu nha. Có màu hoa mẫu mới á. Em bán mấy nữa em nghỉ nữa rồi. Rồi chạy nè hoa thêu nha. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy anh chị ơi, đẹp lắm. Màu em đang cầm là màu nu nè. Đây đây là màu nu nha. Đây là màu hồng. Nó ren xám lúc nãy em bị văng ra không biết nữa. Để chị dâu coi còn hàng chị dâu để cho nha. Mai Tuyết sợ hết rồi đó. Sợ tới em là hết rồi đó bé. Nha. Em có hai màu này. Đây là màu hồng với lại màu nu. Để con này cho mọi người 85 ngàn. Thêu nha. Nó thêu nguyên con giùm em ha.
theo nguyên con dùm em luôn, chị nào lấy màu nào comment màu đó dùm dâu này, hồng cho chị Bích, nó là theo nguyên con luôn mấy chị nha. Hồng nu cho Diễm Thanh, hoa nu cho chị Cẩm Vân, thôi lại nu ok chị. Màu nào cũng đẹp. Nu hồng, nu hồng, bao đẹp nha. Rồi còn một cái nu cuối cùng luôn, còn một cái nu cuối cùng là hết nha. Em còn cái nu cuối cùng này chị nào, màu nào cũng đẹp nha. Rồi đây còn một cái nu cho mấy chị coi nè. Nó thêu á, đây mấy chị có thấy chưa nè. Thêu từ trước ra sau, thêu nguyên áo luôn. Rồi cho dâu mã này là mã nu. Bộ beo dây còn nha, để dâu lên luôn cho, dâu lên liền luôn nè Phạm Quý, chờ dâu xíu xíu. Rồi tay bồng này chị Cẩm Vân, tay bồng này em có một cái nè, đẹp lắm luôn á, tay bồng xịn sò hàng hai lớp nha. Tay bồng rất rất là xịn mà vải của nó cũng cũng đẹp nữa, không biết gọi là vải gì luôn. Rồi để con này cho mọi người 95.000 cho dâu mã này là mã tay bồng. Hoa nu cho Phạm Nguyệt nè. Đây tay bồng nha, xuất sắc luôn. Cho dâu mã này là mã tay bồng nha, 95.000 đúng một cái một. Hoa nu cho bé Phạm Nguyệt nè. Áo đó chị à, áo đó chị có rồi hả? Rồi 95 Phạm Quý, khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu nha. Bộ beo 65 phải không? Cho coi bộ beo 65 nè. Phạm Quý này, khách mới lên số điện thoại giùm dâu nha. Hoa siêu đẹp. Con mày để cho Diễm Thanh Phạm nè. Giờ em tỉ lên mẫu hoa này đẹp nè. Tết beo dâu mang đúng không? Tết beo dâu mang đi nè, cho coi màu nha. Đây. Set beo dâu mang nha, dâu có màu nâu với lại màu màu đen nha, hàng xịn nha, set nè, áo dây mọi người có thể coi lại like để thấy dâu mặc ha. Quần ống suông, vải bao xịn sò, con này là 65.000, 65.000 nha nè. Set beo nâu sang lắm, xịn sò cực kỳ luôn mấy anh chim nha, xịn sò cực kỳ luôn. Rồi set nâu nha. À chị Hồng Mười Nguyễn hả, ok chế, ok chế nha Hồng Mười Nguyễn nè. Nè em có hai màu chế lấy đi chế, đẹp lắm luôn á. Đây là màu đen nè, màu đen với lại màu nâu nha. Set beo này là dâu có mấy mẫu lận, set beo set họa tiết có mấy mẫu lận luôn. Rồi đầm suông sọc này, để con này cho mọi người 45.000 đầm suông sọc nha, free size 60-65 cân gì đó là một bộ nâu ok chị. Set beo nâu cho Thảo Thanh nha, free size nè, đầm suông nha, 60-65 cân bao vừa rồi em để 45.000. Chị nào lấy sọc cái dâu mã sọc đi, đầm sọc nè, bộ nâu. Quần suông, quần này bà Thảo mặc là nó kiểu như là nó chính tất nha bà Thảo. Bà Thảo cao mặc quần này nó giống như chính tất nha. Nó đồ bộ mà, nó không phải quần dài đâu. Quần suông suông mà đẹp lắm, 65.000 là nói chung là nó quá rẻ. Sọc cho chị Vân. Chị bữa nay chị vô cái nick này em không biết luôn.
Em còn có một bộ à, chị nào lấy thì comment nha. Set bell đó còn có một bộ màu đen thôi. Có chị có nha chị yêu ơi, rồi áo hoa nha. Sao mà nó đẹp hơn đẹp dỗi luôn mấy chị ơi. Rồi. Trời ơi nè. Đẹp quá à. Rồi để con này cho mọi người 95.000. Có hai cái thôi, đúng hai cái là hết nha. Con này là Quảng Châu xịn luôn. Xịn sò. Mấy cái này là em bao nhanh nha, không có nhanh. Mấy chị yên tâm nha, lụa lụa xịn không nhanh. Không nhanh, không xù, không nhão mặc hoài luôn. Rồi cho dâu mã này là mã hoa ha. Có hai cái à. Hai cái thôi hết rồi. À, chưa có like bao giờ mà tại em tách hàng cho sĩ á. Tách hàng cho sĩ tách lô nên là mà còn có đúng hai cái thôi. Chị nào lấy hoa comment mã hoa. Cưng lắm. Hoa cưng lắm luôn. Có hai cái nha, chị nào lấy hoa chốt hoa nè. Cho chị Hồng 10. Rồi em còn cái nha, chị nào lấy thì comment. Zoom nha, em có zoom nè. Hoa cho chị Bích. Đầm nha, đầm sang nè. Chị nào mà mua con này em nói thiệt luôn là về chị có kêu sao mà rẻ dữ vậy thôi, sao mà sang mà rẻ. Mang thêm một cái beo vô giùm em 5-6 cân đổ về mặt đẹp nha. Thắt thêm một cái dây beo vô 56 cân vì nó co giãn nữa, tay bồng. Sang lắm luôn, đi sự kiện rồi đi tiệc rồi đó, sang cực kỳ luôn nha mấy anh chim nha. Mà xịn như dòng mọi người mua 200 mấy, 300 mấy vậy đó. Rồi cho vô mã đầm đi để con này 85. Tại vì có mút ngực luôn nha, vì em shop nó xả nên là mới ôm được giá rẻ mà còn có một cái à. Rồi 85 nha, giao mã đầm nha mọi người, đầm có một cái, đầm. Đầm 85. Rồi em có hoa vàng nè. Đầm hoa nha, còn một cái hoa vàng hoa nâu rồi để con này cho mọi người 60. Hoa vàng hoa nâu bẹt vai nè, chị Hồng 10. Nè hỏi đầm bé Diễm Thanh, hỏi đầm hả Diễm Thanh. Ôi rẻ lắm, rẻ mà xịn sò nha. Đầm cho chị Cẩm Vân, trời ơi cái đầm nó sang ghê luôn chị ơi. Đầm sang cực kỳ hết mất tiêu rồi Nguyễn Mơ. À, Diễm Thanh hỏi chị dâu đầm hoa nè, 60.000 thôi, rẻ nhưng mà không hề dởm đâu, ok lắm luôn á. Vải này nó cũng vải lụa, nó cũng bền nữa, mát nè. Free size nha, bẹt vai cũng được, có tay cũng được nè. Dâu cỏ màu hồng nha, đầm hai cái, ok chị Hồng 10. Rồi đầm này vô cũng còn có hai cái nè. Để cho mọi người con này bao nhiêu ta, 40 đi. Nè đầm này cỡ tầm size S nha đẹp. Con này là nó có mút ngực. Mút ngực nha, vô có màu màu vàng với lại màu tím. Vải đẹp mấy chị yên tâm này, em cho mọi người coi một lớp này không mỏng nha, thấy chưa? Một lớp cũng không bao giờ mỏng ha, vải lụa không phải von nha, một lớp nè. Không mỏng vậy em hết đầm đó rồi chế. Tay bồng nha, con này là có mút ngực nè. Này là mọi người mặc có tay cũng được, mặc bẹt vai cũng được nha, mặc được hai kiểu nè. Bẹt vai được, có tay được, rồi em để 45.000 luôn á, có dây kéo bên hông. Dây kéo nha, đằng sau nó có bao thun chút xíu nữa. Hàng Quảng Châu nói chung là xịn, rồi để 45.000 luôn, hai cái 90 nè. Chị nào lấy cho dâu mã 45 kèm màu nha. 45 kèm màu nha, mặc vòng vòng đi chơi rồi nói chung là xinh, rẻ nữa, có mút ngực hẳn hoi luôn nha mấy chị. Có mút ngực hẳn hoi nha, chị nào lấy cho dâu mã 45 kèm màu. Set beo em còn một set màu đen à, chị nào lấy set beo chốt set beo nha. Set beo vô mặt còn có set đó. Tím cho Nguyễn Mơ. Tím em hết rồi, em còn cái vàng được không chế? Bích ơi em còn cái vàng à, hết tím rồi. Em còn cái vàng. Vàng nha, màu dễ thương. Không có mỏng nè. Có tay cũng được nè, bồng bồng nè, hoặc là mặc bẹt vai ok luôn. Em còn vàng nha. Rồi đầm nu này đẹp nè chị Cẩm Vân ơi, chị Cẩm Vân ơi, lúc nãy em cầm lúc nãy chị đầm đỏ với sọc đen không dâu? Dạ có, em để cho chị yêu rồi, em để rồi nha. Chị Cẩm Vân lấy đầm này nè.
size của chị luôn tay bồng. Em bao form bao chất đẹp. Để đầm này 95 ngàn. U mì siêu cấp luôn. U mì xịn sò nha. U mì xịn sò luôn. Con này cỡ size L á. Co giãn. Đi chơi, đi công sở, đi tiệc được nè. Để 95 ngàn đi giao mã đầm nu. Shop nó nghỉ á. Shop nó nghỉ nên là nó ấy á. Có dài cái đầm ở trong đây á. Hết rồi, mấy bữa like không thấy chị đâu, em bán hết rồi. Đầm nu nha, đi công sở, đi chơi, đi tiệc ok luôn, vải bao xịn nha, để 95 ngàn. Ok chị nè. Chờ em có cái màu vàng đẹp nữa nè. Lấy cái đầm vàng này cũng là size L luôn. 5-6 cân đổ về. Chín mươi lăm hết rồi mơ, đây nè đầm nha, bao vải xịn sò luôn. Rồi con này để cho mọi người bao nhiêu ta, để đại 79 ngàn. Trời ơi đẹp lắm, mấy chị đi mua đầm 160, 180, 220 chất nó làm sao thì con này chất nó như vậy luôn. Rồi để con này 79 ngàn, số thần tài luôn. Tay bồng cổ vuông nha, không hở, không muốn hở cũng khó nữa nè. Đi công sở, đi chơi, đi tiệc ok size L, dài qua gối nha. Dài qua gối xíu xíu, chị nào lấy vàng chốt vàng để 79 ngàn luôn. 79 ngàn nè, đó, dày nặng tay mọi người thấy chưa? Dày nặng tay nha. Có thể là mang thêm một cái dây beo nhỏ nhỏ ngay eo đi. Vàng vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng. Set nè, có set hoa, set họa tiết nè chị. Mấy cái set này đẹp nè chị. Vàng cho chút duyên. Mấy cái set họa tiết này đẹp nè chị Hồng 10. Để 65 nha. Đây 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 đây, một cái quần suông. Chính cái quần đó, cái quần đâu rồi? Một cái quần suông này, xét họa tiếp này. Một cái quần suông. Mấy ký vừa chị, em hỏi mẫu nào vậy? Đa đầm hết rồi. Kèm theo một áo cổ vuông tay bồng. Kèm theo áo cổ vuông tay bồng rồi để set này 60 luôn. 60 nha, 60, 60. Chắc còn 2 set rồi. Bao xịn nha mọi người, con này mặc tách set được mà. Áo này mọi người tách ra mặc với lại quần jean, quần sọt, chân váy. Còn không thì mọi người mặc nguyên set. Mặc ở nhà rồi đi chợ búa hoặc là đưa đón con đi học ok luôn, lịch sự. Vải lụa xịn sò nha. Rồi để set này cho mọi người bao nhiêu ta? 60 ngàn. Set nha, set cho chị Hồng 10, cho chị Hà Châu. Rồi cái này 65 ngàn, em còn set màu đen với lại set này là set màu, set này gọi là set màu màu nâu nha. Có một set màu đen với lại một set này là set màu nâu. Ok chị Mai Nguyễn nè. Không, cái quần này nó đâu rồi, chờ tí coi. Chờ tí coi cái quần này. Rồi đầm nha, đầm beo 60 luôn, đầm beo đẹp xịn sò nè chị ơi. Đầm beo màu nâu nha. Với lại đầm beo màu hồng. Hình như là còn hai màu hết ta. Cái áo của nó có cái dây buộc nơ trên vai, dễ thương lắm. Buộc dây trên vai nha. Vải đẹp mọi người nha. Vải lụa này em cho mọi người coi, không mỏng, không phải von nha. Nè thấy chưa, một lớp cũng dày, mịn xịn rồi, không phải von. Để con này cho mặc đầm maxi á. Đầm maxi nha. Vải đẹp ác liệt luôn á, để 60 ngàn luôn. Chứ do mã này là beo hồng hoặc là beo nâu. Resize. Beo hồng, beo nâu. Chị nào lấy thì comment. Hay da.
nâu, nâu cho Nguyễn Mơ. Beo hồng, một bữa dâu lai không biết là cứ cúi lên cứ cúi xuống lên xuống biết bao nhiêu lần á. Rồi tiếp nha. Tiếp. Ấy, cái set này dễ thương nè. 60 luôn, họa tiết đẹp. Rồi bà Mơ ơi, vải đẹp lắm luôn á, không có sặc sỡ đâu, mùa hè mà đi biển đồ, nói chung là dạo rồi đi biển đồ ok hết. Vải bao đẹp nha, giá 60.000 thôi. Vải dày xịn sò lụa, mát rưỡi luôn. Rồi cho dâu mã này là mã set nha mọi người, hình như là có 2 set thôi. Nè. Cái này là mặc tắt set ok luôn, áo này nè. Cho dâu mã set nha, cổ vuông tay bồng, của cổ tròn tay bồng. Cũng vuông mà, đằng trước là cổ vuông nha, tay nó bồng. Vải đẹp, thấy không? Không hề mỏng nha. Set cho Diễm Thanh nè. Set nha. Chị nào lấy set chốt set, em còn một set á. 60, chị nào lấy set chốt set. Bao xịn sò. Set nha, em còn một set, chị nào lấy thì comment cho dâu. Rồi mẫu này nha, mẫu này để cho mọi người 55.000 cân nè. Cưng lắm, đây là cái quần nha, cái quần có hai tầng bèo. Toàn là vải đẹp thôi, nói chung là không có vải von đâu, nó chỉ là vải lụa xịn, không có vải von nha mấy chị yên tâm. Đây quần có hai tầng bèo nè. Dâu có hai màu hồng với vàng. Có mút ngực hẳn hoi, có lót nha. Đây, rồi để set này cho mấy chị 55.000. Cưng chưa, đi biển bao cưng luôn, hay không? Đi biển bao cưng luôn đó, có mút ngực luôn rồi. Chị nào mà nè mặc set hoa đi biển là chiếm spotlight luôn á. Dễ thương hơn mặc bikini nhiều, nhiều chị mặc bikini lại không tự tin, này là quần đùi. Nha, 55.000 thôi, hàng xịn luôn. Dâu có set màu hồng với set màu vàng là hết sạch, chị nào lấy màu nào chốt màu giữa đó nha. Hồng với vàng này ai lấy màu nào thì comment giùm em. Quần vải chị đang cách đây 2 ngày còn chị dâu mới like đó, 145.000. Còn nha em gái, nãy dâu mới vô like á, đầu like vô khách chốt rần. Sọc nha, sọc quẹ, áo sọc có hai cái này, nãy chị nào chốt sọc mà dâu thưởng hết á. Trắng vàng chị Hà Châu ơi, mẫu đó chị không vừa rồi. Rồi sọc đẹp không, để 40.000 xịn sò nha, free size. Áo thun sọc xịn sò free size, áo thái xịn sò nha mấy chị, áo thái này cho dâu mã sọc nha, sọc 40.000. Đây set loan nha, set loan này cho em một quần size M ok, cho mọi người coi set loan đẹp nè. Mút ngực luôn á, để set này cho mấy chị 55.000 cho mấy chị hết hồn nè. Nhận hàng ưng ghê luôn nha. Sọc cho chút duyên. Còn một sọc nha, chị nào lấy sọc chốt sọc. Đây nha, em có màu này là màu gạch nè, màu gạch nha. Màu trắng, màu đỏ với lại màu nu. Nha, gạch trắng đỏ nu. Mút ngực nha, rồi để set này 55.000 cho vui á, lụa xịn sò. Nói chung là bữa nay đầm với set mà hàng lụa là toàn là hàng dày xịn thôi nè.
không hề mỏng, mấy chị yên tâm nha, đây là một lớp thôi, không bao giờ sợ mỏng nha. Rồi để 55 ngàn luôn, xịn ghê luôn, chế hồng 10 53, 55 cân đổ về tùy chiều cao, tùy vòng mông là vừa cho em. Áo của nó đây nè, dễ thương lắm, mặc bẹt vai cũng được, mặc có tay cũng được, mặc bẹt vai cũng được, có tay cũng được, mà tay nó bồng bồng á, mút ngực luôn nha. Rồi để 55 ngàn có 4 màu á, trắng, trắng nu đỏ gạch, trắng nu đỏ gạch nha, trắng nu đỏ gạch nè, màu này đang cầm là màu trắng, trắng đen. Xét loan ha, xịn sò, nặng tay xịn sò, chị nào lấy thì comment giùm em. Có 4 set 4 màu, ai lấy set màu nào comment giùm dâu ha. Set 55 ngàn. Set nha, set 55, chị nào lấy thì chốt giùm dâu. Trắng cho Ngọc Thu. Có mút ngực hẳn hoi xịn sò nha mấy chị. Vải đẹp. Áo lửng, áo này nó cũng không ngắn đâu, quần này là lưng cao, áo này nó đã tới rốn rồi. Dâu mặc là qua rốn đó. Áo này form lửng chứ không phải là form crop top. Mà cái quần này nó đã là lưng cao rồi em gái. 55 ngàn nguyên set vải đẹp, rẻ hơn cái áo thun đó. Xem màu y ok. Trắng nè, trắng nè. Em áo thun sọc ok nha, trắng đây là màu nu nha, nu nè. Màu hồng nu á, màu trắng, màu hồng nu, màu đỏ với lại màu gạch nha, bốn màu nha Thảo, bốn màu nè, trắng nu gạch đỏ, trắng nu gạch đỏ, áo sọc nè. Sọc đây. Nhiều set lắm, nhiều set, nhiều áo lắm. Con set loan này hình như là có một set duy nhất. Rồi, set siêu phẩm nha, set siêu phẩm đây. Nu gạch cộng trắng nu cho chị Hà Châu. Em còn set đỏ nha mọi người. Em còn set đỏ nha. Em còn set nu chứ, set nu với set đỏ nha. Em còn một set nu với một set đỏ, chị nào lấy set nào chốt giùm dâu. Mọi giùm không? Vất vả chưa? Vất vả bán sale nha, chứ không phải bán lời đâu. Phải bán đồ lời 5, 60, 30, 40 ngàn cái đi cũng đỡ quải ha. Bởi vậy cứ vắng vắng, view view ít ít tụt tụt là muốn tắt like đi ngủ mẻ rồi. Rồi lên thêm set siêu phẩm nè. Toàn set thôi. Xanh hồng nu, set này 65 ngàn. Chỗ nào mua được 100 ngàn tặng luôn á. Nó bán tới 170 một set rồi nè. Rồi em sale 65 ngàn luôn. Có 3 màu nha, xanh, hồng và nu. Cũng là quần ống suông luôn mà chất quá xịn sò. Hốt set mặc có chút duyên, xịn lắm luôn á chút duyên ơi. Quần ống suông nha, quần ống suông xịn sò nè. Kèm theo cái áo rất là cưng. Em còn 3 set 3 màu nha, nu,
nu xanh với lại mà cái áo bữa nay mấy mẫu đầm rồi set đồ nó cứ làm cột nơ ngay vai ấy, dễ thương ghê. Nu xanh hồng, chị nào lấy màu nào cho dâu màu ha. Kê thấp xuống khỏi cúi đau đầu. Kê cái chỗ nào mà kê trên đây là để nếu mà để cái bàn hoặc cái kệ là nó chiếm diện tích, tại vì đây là ngồi ngay giữa nhà. Xét vải đuổi, đúng rồi, đuổi xịn lắm, không nhanh yên tâm, vải dày nè. Dày không nhanh yên tâm nha em gái, cái này là may đầm may áo gì mặc cũng ok cả. Đuổi xịn sò nha. 65 ngàn cực đẹp giùm dâu nè. Áo dâu đang mặc nha, dạ em hết rồi chị ơi, áo dâu đang mặc còn màu khác nha chị. Áo này hết rồi để cởi ra không mấy chị hỏi. Áo em đang mặc còn màu khác được không chị ơi? Màu khác chắc cũng còn có một cái hay sao á. Nhiều áo kiểu lắm luôn mà bữa nay chưa có, không có lên, không có, chưa có lên được. Xếp áo ngắn quá mà em dài quá. Cái này nó là lưng cao em gái, nó là lưng cao. Lưng cao nha, lưng cao muốn kéo tới đâu thì kéo, kéo tới đây được luôn. 65 ngàn bao xịn nha, không có ngắn đâu, áo này là tầm ngang rốn rồi. Áo này là ngang rốn nha, quần này là lưng cao. Yên tâm nha, mà vải rất là đẹp, chị nào lấy thì comment giùm em. Cái này nãy của ai quên mất tiêu rồi ta? Tự nhiên cái đầm vàng này nãy ai chốt em quên mất tiêu ha. Vàng 75 xịn nè, size L nè. Vàng đẹp ghê luôn nè. Nãy ai chốt em quên mất tiêu, quên bỏ bọc. Chị dâu để cho em rồi. Em á, bởi không mà chị dâu quên mất. Đầm vàng 75 của Trúc Duyên, ủa 79. Đầm vàng 79 cho Trúc Duyên nè. Áo mặc ok chị. Áo mặc em còn cái nha, chị nào lấy thì comment ha. Áo dâu mặc còn cái, chị nào lấy chốt giùm dâu. Tiếp nha. Em có cái set đầm nè. Bà mơ nè, nãy có cái đầm mà tôi để tôi mặc á. Còn cái này là nó nguyên set. Kèm theo áo, đầm body nha, đầm len body kèm theo áo sơ mi cột tà. Rồi để set này 65 đi. Đầm body len nha, đầm body len phía trong kèm áo sơ mi cột tà free size. Free size nha, rồi để 65 ngàn set này luôn. Chị nào lấy set chốt set nha, nó cột tà mặc đầm dây phía trong xong là cột áo sơ mi ở ngoài. Có set bộ ngắn không? Set bộ ngắn hả? Set bộ ngắn không có. Nó có vải đồ ngủ không à. Y như cái đầm lúc nãy dâu để dâu mặc á. Cái đó nó lẹn cái, còn này là nó nguyên set. Set nha, 6 6 mấy 60 đi. Set 60 nha, chị nào lấy set chốt set set 60. Áo dâu đang mặc là 75 ngàn còn một cái nha. Cho em cái áo dâu đang mặc nha, là áo sọc đây hả chị Thoa Đào? Chị lấy áo sọc đây hả chị Thoa Đào ơi? Chị lấy áo sọc dâu đang mặc đúng không?
Ơi nãy có áo len dành nhau nè, bây giờ còn cái sót đây nè, 29 nè. Chị nào lấy len cho vô mã len nha, len 29 xịn len thêu. Rồi giờ còn sót cái đây nè. Đây len thêu nha. Dạ, rồi len thêu nè. Len thêu ha. 29 chị nào lấy len cho em mã len. Len 29 nha, chị nào lấy thì comment. Xét xét. Áo thun len áo đen dâu đang mặc nha. Ok chị Thoa Đào nha, rồi cho dâu mã này là mã đen nha, áo thun đen nè, len theo cho chị Thoa Đào áo đen nha, con này là mã đen đi, con này đen để cho mọi người 29.000, áo thun xịn thun đẹp nha, để 29.000 luôn. Thun nha, thun đẹp này để 29 ngàn luôn. Chị nào lấy thun đen cho dâu mã thun đen. Trời ơi không thấy comment luôn á trời. Đen cho chị Hà Châu. Hết rồi Ngọc Thu ơi. Tự nhiên nó dừng comment cái vuốt qua một cái mới thấy nó. Chân váy không? Chị nào muốn coi chân váy không? Linh Hồng em comment trước mà chị áo thêu. Nó ẩn comment nó dâu không thấy em gái. Chốt cái khác giùm chị dâu nha, ẩn comment chị dâu không có thấy. Rồi em còn set cẩm này, set cẩm 65 nha, set cẩm siêu phẩm này còn chắc hai set quá. Màu cẩm màu màu đỏ, đỏ đô á. Free size luôn, bao vải xịn sò, bao mát bao xịn sò. Bao mát bao xịn sò nha. Trời ơi 65 ngàn, xuất sắc luôn, có tầng này. Rồi cho dâu mã này là mã set đỏ nha, xét đỏ 65 ngàn mát rưỡi luôn. Chị nào lấy xét comment mã xét dùm dâu, chắc còn hai xét sale luôn rồi. Có cái đầm xịn nha nè, đầm Hồng Kông, đầm Hồng Kông nha, đầm Hồng Kông con này khoảng tầm chắc 50 kg đổ về á, xét này tầm 50 kg đổ về này chị Hồng 10. Rồi để xét để đầm này cho mọi người 50 đi, xịn luôn, đi chơi đi tiệc được. Nhung Nguyễn áo kiểu nhiều nha, lắm nha chị ơi, áo kiểu nhiều mà mấy bữa nay like áo kiểu không, cổ đá nè, cổ gắn đá nha, đầm xịn lắm luôn, đầm u mì á, đầm u mì nha, chị nào lấy đầm 50 chốt mã đầm 50, đầm nha, đầm 50 chị nào lấy đầm comment mã đầm. Em có cái đầm nu vừa không dâu, xét đầm áo sơ mi thảo vừa không, không đây có cái đầm nha, đầm đi tiệc đi chơi ok luôn nè, đầm nu nha, con này khoảng cỡ size 50 kg đổ về mấy chị nha, 50 kg đổ về, 50 kg đổ về, đầm đi chơi đi tiệc ok sang luôn. Rồi để 60 ngàn, có một cái xịn sò mấy chị thấy không, không một nếp nhăn luôn, vải lụa siêu cấp nha, lụa xịn không có mỏng, mấy chị yên tâm nha, màu sáng nhưng mà không mỏng, màu sáng nhưng mà cũng không mỏng nha. Rồi để con này 60 nè, đi chơi đi tiệc sang lắm luôn á, 60 ha, chị nào lấy đầm cho dâu mã đầm, nó nhúng hai bên, đầm nu nha, đầm nu 60 nè, đầm nu 60. Đầm beo cho em coi lại set đầm áo sơ mi đi. Ok
Đây nè em gái, đây là đầm len nha. Nè, đầm dây nè, đầm len nha. Đây đầm len ha, phía trong là đầm len. Kèm theo một cái áo sơ mi tay bồng phía ngoài. Áo sơ mi cột eo. Áo sơ mi cột eo phía ngoài nha. Đây rồi kèm thêm một cái áo sơ mi cột eo phía ngoài. 60. 60 60. 60 nha cả nhà ơi. Nha. Cho mộng mơ nè. Em có đầm beo này. Cái này là dâm với lộn. Ôi đẹp nè. Xét hết rồi mấy chị. Cái này là dâm đẹp này chị. Chị gì chị Hà Châu cổ đắp chéo. Sang ghê không. Nó có dây beo nữa. Mọi người có thể là tự thắt dây beo vô, phối thêm một cái đai vô á. Còn không là cái này là nó có sẵn dây đai cột đằng sau lưng, đằng trước đều ok. Đẹp nha, em bao chất xịn luôn. Zoom á, cái này là zoom ống rộng, ống suông nha. Zoom tầm khoảng dài qua gối. Zoom lửng ống suông để zoom này cho mọi người 65 luôn. Rẻ mà xịn nữa chứ. Rồi zoom nha, chị nào lấy zoom màu cũng sang nữa nè. Zoom ha. Chị nào lấy zoom chốt zoom. Thoải mái luôn, không có sợ bị ấy luôn á. Vải đẹp mà. Dâm nha. Tôi xả đi dâu bụng bự quá. Để cho chị Tha đào. Đầm này là đầm màu gạch nè, có một cái này đầm màu nâu. Body nâu ha. Body nâu này bà mơ. Sang này bà mơ. Đó, body nâu đây. Không có hở đâu nha, không có hở đâu đây nè, thấy chưa, không có hở đâu. Cái kiểu nó xoắn thôi. Bà Thảo này đẹp này bà Thảo. Dài vừa qua khỏi gối nha, rồi để con này cho mọi người 75 ngàn. Nâu nha, cho dâu mã nâu đi, nâu 75. Nâu 75. Đầm này em còn cái size S nè, để 45 ngàn. 75 cho mơ. Nha, đầm size S cổ theo ủa co lộn 55 ngàn, ủa 45 đi. Size S nha, dây kéo đằng sau dễ mặc nè. Nó nhúng nhúng phần chân váy nhúng nhúng dễ thương. Vải lụa đẹp nha, vô còn có một cái để 45 luôn. Size 45 đi, chuẩn bị đi ngủ. Chân váy của vô có size M, có màu nâu nữa, để 145 ngàn đẹp lắm, quần chân váy nội địa nha. Chân váy nội địa có quần phía trong, quần của nó là lót thông hơi. Form rất là đẹp, người đẹp thấy không? Che bụng siêu tốt luôn vì hai bên nó có vậy nè. Rồi nói chung là che bụng tốt lắm. Với lại nhìn mặc vô có mông nữa nè, tại vì nó xếp ly xòe tròn đều cái chân váy luôn, nên là chị nào không có mông mặc lên nhìn ăn gian mông lắm luôn. Rồi đầm vàng size S nha. Tay bồng cổ theo em để 45 ngàn. Nhún nhún phần chân váy rất là cưng. Có màu nâu á, trên váy của dâu có nâu tây với lại màu đen. Đủ size nha, SML đủ size, còn mấy cái hết rồi. Trên váy 145 chị yêu ơi. Cái quần phía trong là nó lót bằng thông hơi luôn. Nói chung là xịn. Rồi em áo hoa này là bao nhiêu ta, 75 ngàn, còn một em cuối cùng. Chị nào nhanh tay thì còn nha, chị Hồng Mười nè. Em còn có một cái rồi chị yêu ơi. Xịn lắm, cái này là nó bằng ngọc đẹp, cái nút đẹp lắm. Rồi hoa xanh nha, chị nào lấy hoa xanh cho dâu mã hoa xanh đi. Hoa xanh 75 ngàn còn cái cuối. Sale 75 luôn. Rẻ quá trời rẻ. Hoa xanh
Rồi set này cũng còn một set cuối luôn. Set nha. Vậy sao mà đẹp dữ vậy ta. Set xanh nha 60. Hoa xanh cho bé Tuyết nè. Giúp cái set này đi Tuyết ơi. Set đẹp nè Tuyết ơi. Còn có set là màu xanh này là có đúng set thôi. Mặc nguyên set tất set được tay bồng bồng. Rồi set xanh nha 60.000. Vải đẹp lắm nha. Vải lụa xịn sò. Ừ 50 kg mặc đẹp nha. Quần dài, quần dài. Xếp hoa đào. Hết rồi. Em có màu khác à, set này em còn màu khác đẹp lắm. Set màu đẹp lắm luôn. Em có màu này đẹp nè, tây nè. Vải quá xịn sò luôn mấy anh chị ơi. Quần suông dài nha Tuyết. Set này nè đẹp nè Tuyết. Đi chơi, đi biển rồi nói chung là rất là dễ mặc. Cái áo này có thể tách ra, vải bao đẹp nha. Rồi cho dâu mặt này là set vàng đi, set vàng nè. Y chang luôn mà khác màu thôi, set này cũng có một set thôi à. Set này cũng có một set thôi. Rồi cho dâu mã set vàng nha, set vàng 60.000. Set vàng 60 nha. Không nhăn đâu, mấy cái vải lụa xịn vậy mặc hoài không có bị nhăn đâu, yên tâm nha, ngồi thoải mái không nhăn. Nha mấy chị nha. Quần tây chính tất cho chị xem. Dạ có mà giờ trễ rồi, chắc là mai đi chị. Mai em like nha. Nguyên lô chân váy. Dạ ok chị Mai Nguyễn. Hình như là đơn cũ đi rồi chị Mai Nguyễn. Đơn này để đầu tuần em đi nha. Đơn này để sang tuần đi. Còn đơn cũ chắc là đi rồi đó chứ. Nhà em nhiều hàng rồi, đơn khách nhiều nên là cứ khoảng 2-3 ngày là đi. Đi một lần. Chị nào nói giữ đơn hoặc gom em mới giữ được. Mà nhắn tin đó chứ nói trên like em quên hết. Em còn xét đi biển không dâu, xét đi biển là dạng như thế nào chị yêu? Theo em thì xét nào cũng đi biển được. Nãy giờ toàn like ru đi biển thôi. Có dạng maxi đi biển. Chị yêu hỏi xét dạng nào để đi biển vậy chứ? Set này có mút ngực nha. Rồi bán set này 60 luôn. Cho dâu mã set này là set hồng. Quần ống suông kèm áo có mút ngực. Mấy set này là dâu bao xịn sò cho cả nhà mình. Hello chị Mai Hiếu. Mấy set này là bao xịn sò cho cả nhà mình nha. Mút ngực luôn nè. Rồi để set này 60 nha. Chị nào lấy thì comment. Vải nặng tay, vải dày, xịn sò. Mấy chị yên tâm nha. Ở ngoài bán set này cũng hơn 100.000 rồi. Em để 60.000 á. Ở ngoài bán mấy set này cũng đã 100 mấy rồi nè. Niêm yết giá 150 nha. Shop bán 150 á. Một set mà cầm nặng tay mát như vậy á, mịn. Rồi set hồng nha, con này có một set thôi. Chị nào lấy thì comment. Nâu sang chưa, set beo nâu rất là sang. Toàn là quần suông mà. Toàn là vải lụa xịn. Quần suông. Quần suông dài kèm theo áo nó dạng V, cổ tim á, cổ tim, tay bồng, nhúng nhúng,
Đó như vậy nè. Rồi set này 55.000, chị nào giúp phụ em đi. Có màu nha, vàng, hồng. Vàng, hồng, đen, nâu. Có màu nha, con này là có 4 màu á, vàng, hồng, đen, nâu á, vàng, hồng, đen, nâu nha. Xịn lắm, vải xịn, em để 55.000 cho lẻ luôn, còn có mấy set à. Vàng, hồng, đen, nâu nha, chị lấy màu nào chị yêu ơi. Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng yêu. Coi có màu gì đó. Yeah. Set nãy chị lấy chị dâu là sao? Set này chị lấy set nào chị Hà Châu ơi, chị comment lại giùm em cái. Chị Hà Châu ơi, chị comment lại giùm em cái. Em có màu nu đẹp này chị Hồng 10, màu nu đi cho trẻ chị Hồng 10 ơi, màu nu đi. Set mút ngực 55 kg vừa không em? Dạ vừa chị Mai Hiếu ơi, vừa xịn chị lấy đi chị yêu ơi. Đây nè, màu nu đi cho trẻ này chị Hồng 10. Vải đẹp lắm luôn á, vải đẹp lắm luôn. Màu nu cho trẻ chị ơi. Ok, set beo hả? Set beo màu nâu đúng không chị? Chị lấy màu nâu này đúng không chị Hà Châu? Set beo màu nâu này chị Hà Châu lấy đúng không? Nuôi cho chị Hà Châu 55.000, vải quá trời đẹp. Nuôi cho chị Hồng 10. Đen hả? Set đen hả? À set beo này chị lấy màu đen, ok. Ơi em có đầm beo nha, đầm beo này em có màu vàng đẹp ghê không nè.
có cái vàng với cái màu màu nu nha mọi người nha, vàng với lại hồng nu á, 60. Có cái vàng đẹp ghê không, dây nơ hai vai nè, rồi đầm nha, đầm beo nha, free size, chị nào lấy đầm cho dâu mã đầm đi, đầm beo kèm màu, đây là vàng, đây là màu nu, hai màu nha, chị nào lấy màu nào comment giùm em, chị nào lấy màu nào chốt giùm dâu ha. Có nhiều set lắm mà nó đi đâu quá trời. Set sang nè, set hỏa tiết sang đây, một set duy nhất nha, một set duy nhất này cả nhà. Rồi cho dâu mã này là mã hỏa tiết nha, có mút ngực, một là các chị mặc bẹt vai, hai là mặc có tay, tay bồng đây, mút ngực luôn ha, quần suông. Rồi set này 65 cho em, đẹp quá à, đẹp ghê không. Rồi set 65 nha, có túi luôn á, set nha, chị nào lấy set cho dâu mã set nè, có mút ngực hẳn hoi, xịn sò, xịn sò, 5-6 cân đổ về mặt đẹp, 65 nha. Set cho chị hồng 10, rồi em nghĩ nha mọi người ơi, đối á, em đi làm cả ngày em không có nghỉ ngơi luôn, chưa nghỉ ngơi luôn. Nghĩ cho mọi người, trưa mai em like nha, khoảng cỡ 10 giờ sáng, 10 rưỡi đi, 10 rưỡi mai em like. Hết set rồi Thảo ơi. Set này dễ thương này chị Hiếu, có hồng, có nu, có xanh nè. 55 cân mặc đẹp chị Hiếu, 55 cân mặc đẹp nha. 65 ngàn. Vải đẹp giống như là cái set chị mới lấy luôn. Vải xịn sò, hàng xịn nè. Bán set này tới 160 mọi người thấy chưa? Dạ chị có nha, chị Mai Hiếu, chị có rồi. Em đang nói chị lấy thêm mã như vậy nè, có ba màu hồng, nu, xanh, nó bán tới 160 luôn rồi, dâu để con này nha. Rồi chuẩn bị nghỉ nha mọi người, like cái này xong là nghỉ nè, chắc còn 1-2 set gì thôi à. Rồi em nghỉ nha mọi người ơi, hơi đuối. Rồi nghỉ nha mấy chế. Cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nghe.